Chương 71 Chương 71 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hướng tới tây bắc phương hướng, Trần Mộc Sinh cùng đừng phách thiên hai người đi rồi hơn 10 lý sơn đạo, cũng đã muốn ban đêm thăm nhân tỉnh, thật may mắn bọn họ tìm được rồi một cái khi thân chỗ. Cấm địa trên đảo, theo đại rừng rậm mang lấy tay vị trí, nơi nơi đều là tung hoành mương máng cùng núi nhỏ, rừng cây hy thư thất sơ phân bố, đến ban đêm thành quần kết đội mạnh thú, trong mắt mạo hiểm lục sâu kín tinh quang, mọi nơi chuyển động, tìm kiếm có thể no bụng thực vật. Cấm địa trên đảo thực vật thiếu, đối với mảnh thú mà nói cũng là đồng dạng. Đại bộ phận mảnh thú đều dài hơn kỳ bị vây đói khác trạng thái, cho nên đến ban đêm, mảnh thú nhóm hội trở nên phá lệ táo bạo. Một tòa núi nhỏ pha thượng mổ cái ẩm ướt trong sơn động. Cách 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 một đống lửa trại đang ở thiêu đốt, ngọn lửa dược động và không ngừng phát ra củi gỗ tạc liệt tiếng vang. Trần Mộc Sinh câu ngồi ở đống lửa tiền, dùng nhánh cây cắm nửa bánh bao đối với lửa trại ở quay, vẻ mặt phá lệ chuyên chú. Bởi vì này đã muốn là cuối cùng nửa bánh bao, hắn mang theo cắm địa đảo lương khô rốt cục cạn kiệt. Lão Trần, kế tiếp thí luyện, ngươi có tính toán gì không? Đừng phát thiên ngồi xếp bằng ở lửa trại tiền, không ngừng dùng một cây nhánh cây lẫm nhẫm cháy đôi, hoảng hốt ánh lửa làm nổi bật hắn tục tặng hai gò má, hắn nữ khí tò mò hỏi. Trần Mộc Sinh nếu có chút đâm chiêu nói. Cha ta từng cũng là thí luyện giả, hắn lưu lại giấy viết thư cho ta, làm cho ta nhất định đi di động đảo tay mặt một chỗ, đại khái có tam thiên lộ trình đi, sáng mai ta tiếp tục chạy đi, ngươi đâu? Đừng phát thiên vỗ bộ ngực, kiên định nói. Khi cùng nhau đi, ta căn bản không biết yếu như thế nào tiếp tục hỗn đi xuống, cùng định ngươi, ha ha, chúng ta hai người liên thủ, tuyệt đối sẽ không thua cấp này hắn thí luyện giả. Trần Mộc sinh thoáng gật đầu hắn cũng quả thật là như thế này tưởng nếu hai người kết bạn mà đi sẽ an toàn nhiều lắm hơn nữa đừng phát thiên cũng là một cái có thể tín nhiệm nhân đi cắm địa đảo tây phương bắc cận bay qua trung gian một đạo thật lớn lưng núi vị trí gốc cao địa phương mạnh thú là nhiều nhất vô cùng có khả năng xuất hiện lục giai thậm chí thất giai mạnh thú một người tùy tiện vượt qua quả thật rất nguy hiểm đừng phát thiên giận dữ nói Thực vật vấn đề nhưng là đại phiền toái, chúng ta hai cái lương khô đều ăn xong, kế tiếp tam thiên gian nan lâu, Trần một sinh cũng là thở dài, đem nướng nhiệt bánh bao một phân thành hai, đưa cho đừng phát thiên một nửa nói. Ăn xong cuối cùng nhất cơm còn muốn biện pháp đi, hết thảy đều chỉ có thể mặc cho số phận. Lão Trần, thật cảm ơn ngươi. Đừng phát thiên ngượng ngùng tiếp nhận bánh bao, chần chờ một lát, thở dài. Thật sự đói thảm, cũng chỉ có thể ăn mảnh thú. Trần Mộc Sinh lắc đầu, không được, rất nguy hiểm. Bởi vì, theo hắn biết đại bộ phận mảnh thú thịt, trong đó đều ẩn chứa đối nhân tai hại độc vật, căn bản là không thể dùng ăn, cấm địa trên đảo mảnh thú hơn một ngàn thượng vạn loại, có thể dùng ăn mảnh thú khẳng định có, nhưng hai người lại không thể nào biết được là thế nào một loại mảnh thú. Đừng phát thiên đem bánh bao một ngụm nuốt xuống, lẩm bẩm nói. Kia không có biện pháp, cũng may chúng ta là võ giả, dựa vào chân khí cũng có thể chống đỡ vài ngày chỉ có thể như thế, chờ trời đã sáng ở đi phụ cận nhìn xem có cái gì có thể ăn. Trần Mộc Sinh hít một câu, trong tay bánh bao hai cà lâm hoàng, tắt nhà cũng không đủ, hắn cầm lấy túi nước, hầu kết cổ động, mảnh quán một mạch, đã xong chính mình bữa tối. Hai người không bụng, đói thầm thì kêu cái không ngừng, nghe ngoài động gào khóc thảm thiết mảnh thú rống lên một tiếng, đành phải ngã đầu ngủ hạ nói sau. Hoảng hốt ánh lửa ở trong sơn động lắc lư, theo thời gian trôi qua lửa trại dần dần tắt, thiên cũng sáng sáng sớm tỉnh lại sau, trong sơn động hai gã bị đói khát khó khăn nhiễu thí luyện giả, lại khởi hành hướng tới xa xa nguy nga đàn sơn đi đến. Vì tận khả năng tiết kiệm thể lực, Trần Mộc Sinh không có tái tiếp tục tiến vào cực hạn trạng thái, tu hành, hai người cẩn thận tránh đi thành đàn mảnh thú, theo diễm dương cao chiếu, đến tịch dương tà hạ, đi rồi cả ngày thời gian, rốt cục ở xanh ngắt núi rừng trung, phát hiện một cái có thể qua đêm sơn động. Sơn động bị vây giữa sườn núi vị trí, chừng một trượng cao bị rậm rạp cây bụi che đậy không nhìn kỹ là không thể phát giác đến gần chút nhìn lại bên trong tối đen một mảnh làm cho người ta một loại nhìn thấy mà sợ cảm giác hai người đều sớm đói trước ngực thiếp phía sau lưng trần Mộc sinh khiên kình thiên thước cảm thấy có giống nhau vạn cân trầm trọng hắn bỗng nhiên mày kiếm ninh khởi lẩm bẩm nói phách thiên ngươi có hay không cảm thấy một loại sát khí đừng phách thiên lắc đầu nói không có a à của ta cảm giác sẽ không sai. Trần Mộc Sinh chắc chắn nói, trải qua ở tàu bay thượng ba vị cùng nhân sư phụ địa ngục tu hành hắn minh minh trung đối với sát khí có một loại biết trước cảm. Nhìn trước mắt tối đen cái động khẩu, Trần Mộc Sinh tâm sinh cảnh giác chậm rãi buông khiên trên vai thượng, kình thiên thước. Tê tê, kinh tủng tê minh thanh bỗng nhiên vang lên, theo trong sơn động hùng hổ thoát ra một đạo thật lớn bóng đen. Đây là một cái chừng hai trượng dài, so với nhân thắt lưng còn thô cự mãn trạng mạnh thú, nó cả người dày đặc màu bạc vẫy, ở tịch dương làm nổi bật hạ kim quan lòe lòe. Hiển nhiên, này sơn động là một chỗ xà hoa. Ngao Màu bạc cự mãn mở ra bồn máu mồm to, lý đồ đem trần mộc sinh trực tiếp nuốt vào. Trần mộc sinh trong lòng thất kinh, kén động, kình thiên thước, hung hăng chém đi qua. Thương chính trạm ở mảng xà óc thường ở hỏa tinh văn khắp nơi, chính là thật lớn lực phản chấn truyền đến hắn chỉ cảm thấy cánh tay ẩn ẩn rung lên. Cứng quá lân giáp. Trần Mộc Sinh nhắc nhở nói. Tê tê, màu bạc mảng xà học xà tính, huyết trong mắt lộ hung quang, bỗng nhiên một cái suý vĩ, cứng trắng như sắt cái đuôi hóa thành một đạo bóng đen, đột nhiên rút đi lên. Dưới chân chân khí nổ tung, Trần Mộc Sinh nhanh chóng lui về phía sau từng bước, vừa vặn né tránh mãn xà cái đuôi lòng bàn chân đá núi nhất thời sụp đổ. Thiết sa trưởng Đừng phát thiên bỗng nhiên khi thân tới gần, cực nóng sông chưởng hung hăng khắc ở cự mãn trên người ầm ầm, thiết sa trưởng cường đại chấn lực cùng nhiệt lượng làm cho cự mãn ăn đau tê rống một tiếng. Lão tử yếu nhĩ hảo xem. Đừng phát trời giận rống nhưng lại xông lên tiền dùng tráng kiện cánh tay, gắt gao kìm ở cự mãn cổ. Cự mãn bắt đầu liều mạng giãy dụa đừng phát thiên cấp trống. Lão Trần, nhìn ngươi. Thăng, Long phá, đệ, tam, thức. Trần Mộc Sinh sớm vận sức chờ phát động, ba cổ chồng đến cùng nhau khủng bố chân khí lưu, tự kình thiên mạch cổ tay bạo khai, hắn toàn thân cơ thể đều hơi hơi hở ra, lòng bàn chân cách mặt đất tam tất, lên tiếng trả lời một cái toàn lực chém ngang. Phốc. Máu tươi phun tung tóe. Thật lớn mãn xà đầu vẫy ra dựng lên, cô lỗ, cô lỗ, quay cuồng ở tại thượng ha ha. Quá tuyệt vời. Đừng phát thiên đem cự mãn thân thể hung hăng xuất phiên ở dũng cảm hét lớn một tiếng. Mới vừa rồi Trần Mộc Sinh nếm thử dùng thăng long phá trung chân khí vận chuyển lộ tuyến, ngưng tụ ba đạo chân khí chồng cùng một chỗ, thế nhưng cũng thành công dụng binh khí thi triển ra đến, chính là nay đang điện nội đã muốn là hoàn toàn khô kiệt, đỡ hơi chút tác động vài cái chân khí, có lẽ sẽ trực tiếp đột phá điểm tới hạn, tiến vào cực hạng trạng thái. Hô, Trần Mộc Sinh hít sâu, đem kình thiên thước tà cắm trên mặt đất, mới hỏi nói. Đây là cái gì mảnh thú, ngươi gặp qua sao? Đừng phát thiên đi lẩm nhẩm cự mãn sát chết, khó khăn nói. Chưa thấy qua, nhưng ít nhất là tam giai mảnh thú đi. Này lực phòng ngự cùng lực đạo đều rất kinh người. Này mãn xà không biết có thể ăn được hay không? Trần Mộc Sinh lẩm bẩm đi ra phía trước, dù sao đây là không biết mạnh thú, có thể dùng ăn hy vọng vẫn phải có nay hai người cạn lương thực đã muốn hai ngày, sẽ tìm không đến thực vật nơi phát ra, sẽ tươi sống chết đói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Chương 72 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com đây là tứ giai mảnh thú, ngân đằng cự mãn, là cấm địa trên đảo số lượng không nhiều lắm có thể dùng ăn mảnh thú hai người đang ở khó khăn hết sức, một cái trong trẻo thanh âm tự thân sau truyền đến. Người nào? Trần Mộc sinh hồ nghi, phiết đầu nhìn lại. Chỉ thấy theo hai người phía sau rậm rạp cây bụi trung, lòe ra một cái yểu điệu thân ảnh, đây là một gã duyên dáng yêu kiều cô gái, mặt đỏ sậm bó sát người luyện công phục, thân bối màu đen bao vây, trác thật dài đuôi ngựa, thu thập thực sạch sẽ, 17 bác tuổi niên kỹ kỹ, mãn mang tự tin cười yếu ớt, không xinh đẹp, nhưng bộ dáng thật sự thực tiếu đừng phát thiên cảnh giác nói. Thí luyện giả. Trần Mộc Sinh bắt lấy trọng điểm hỏi. Ngươi xác định này mãn xà có thể dùng ăn. Cô gái tế mi gấp khúc, khẩu khí chắc chắc. Đương nhiên, ta thủ tại chỗ này đã muốn tam thiên, vì chờ này ngân đằng cự mãn để trứng xong, tối suy yếu thời khắc mới muốn động thủ không thể tưởng được bị các ngươi hai cái đánh bậy đánh bạ dành trước. Thực vật vấn đề rốt cục có lạc, đừng phát thiên vội vàng nói quản ngươi đợi vài ngày, đây là chúng ta sang đến, cùng ngươi không quan hệ. Cô gái đại mi ninh khởi, trừng mắt nói. Giảng không nói đạo lý. Trần Mộc Sinh mỉm cười, tiếp nhận nói đến, bình tĩnh uy hiếp nói. Nơi này là cấm địa đảo, không phải nói chuyện đạo lý địa phương. Này ngân đằng cự mãn trọng đạt ngàn cân, nếu quả thật có thể dùng ăn ở cấm địa đảo thực vật vấn đề liền hoàn toàn giải quyết, nói sau rõ ràng là chính mình giết chết, nữ nhân này tưởng chặn ngang một tay, đương nhiên không dễ dàng như vậy. Ngươi, cô gái giận dữ chỉ vào Trần Mộc Sinh lại nói không nói đến. Vừa rồi hai người liệt sát ngân đằng cự mãn khi bộ dáng, nàng xem nhất thanh nhị sở, lấy nhất địch nhị, nàng hiển nhiên không có khả năng là đối thủ, có lẽ còn muốn phản vứt bỏ chính mình lệnh bài, thậm chí là tánh mạng. Trần Mộc Sinh không chút nào để ý cô gái tức giận, ngược lại mỉm cười hỏi: Ngươi tên là gì, người nào thế gia thí luyện giả? hứa gia, hứa nhu. Cô gái tức giận ứng một câu. Trần Mộc Sinh, đừng người nhà. Đừng Phách Thiên, đừng người nhà. Hai người lần lượt tự giới thiệu, Trần Mộc Sinh cảnh giác đánh giá khởi hứa nhu, cấm địa thí luyện trung vô kẻ yếu, tuyệt đối không thể bị nhìn như nhu nhược bề ngoài sở mông tế. Phải biết rằng, đổ bộ lúc này đây thí luyện giả, kém cỏi nhất đều là thứ bảy trọng nội công tu vi cao dai võ giả, tại đây loại tàn khốc trong hoàn cảnh, có lẽ nhìn như thanh thuần thẳng thắng hướng nhu, cũng là một gã sâu không lường được cao thủ. Trầm tư một chút, Trần Mộc Sinh mới đề nghị nói. Hướng nhu thật không? đầu tiên chúng ta cho thấy thái độ đối với săn bắn những người khác lệnh bài chúng ta không hề hứng thú, cho nên đối với ngươi là không có uy hiếp, về phần này mãn xà phân lượng thực chừng, chúng ta có thể cho ngươi chia đều, nhưng như thế nào mãn xà thịt như xử lý phương pháp ngươi muốn nói cho chúng ta? Dù sao dùng ăn mảnh thú loại chuyện này, hai người chưa bao giờ nếm thử quá, trong đó có lẽ tránh không được cần đặt thù thủ pháp, mà này hướng nhu tự hồ đối ngân đằng cự mãn phi thường quen thuộc, cùng nàng chia đều cũng không thường không thể. Hứa nhu trừng mắt trần Mộc sinh cương nghị hai gò má, đại mi nhăn lại, lộ ra lo lắng vẻ mặt, miệng nàng giác lộ ra mỉm cười. Có thể, ta đồng ý này hợp tác, nhưng là hy vọng các ngươi không cần ti bị đến trên đường đánh lén ta. Ở cấm địa trên đảo, thí luyện giả gian ngươi lừa ta gạt là tuyệt đối không phải ít. Trần Mộc Sinh sản khoái nói. Không thành vấn đề. Hứa nhu vừa lòng nháy mắt mấy cái, chỉ vào ngân đằng cự mãn thân thể, bắt đầu ra lệnh vậy ngươi nhóm hai cái bắt nó bàn vào núi trong động, chúng ta đến liệu lý là có thể. Có thể. Trần mục Sinh gật gật đầu, đối đừng phát thiên sứ một cái ánh mắt, đừng phát thiên ngầm hiểu, vì thế hai người khiêng lên này hơn một ngàn cân trọng mãn xà thi thể hướng trong sơn động đi đến. Tốt lắm. Hứa nhu hiếp xinh đẹp ánh mắt, cố ý phát ra khen ngợi thanh, mại nhẹ nhàng bộ pháp theo ở phía sau ba người đi vào trong sơn động mới phát hiện ngân đằng cự mãn này huyệt động phi thường hẹp dài trong đó thân thủ không thấy năm ngón tay hoàn toàn tối đen một mảnh hô ngay sau đó quất ánh lửa tràn ngập đầy sơn động cái đấy đừng phách thiên châm cây đuốc hơn nữa ở hướng nhu sai sử hạ bắt đầu chuẩn bị lửa trại hướng nhu đem kiên màu đen gánh nặng buông không chút khách khí hạ đạt mệnh lệnh phía dưới ta muốn bắt đầu các ngươi tránh ra ăn thịt người da miệng đoạn, trần mộc sinh, thủy oản tức thái uẩn bảo hoàng vụ tứ tư phúc kiếm đối đâu mộ biện, bờ rờ rõ ràng là hướng nhu đối liệu lý mạnh thú chuyện này phi thường ở hành, anh nàng tùy thân màu đen đại gánh nặng cởi bỏ, bên trong đầy các loại cổ quái dụng cụ, thậm chí còn có nướng chế thực vật chuyên dụng thiết cái. Ngân đằng cự mãn da lân giáp là tốt nhất những giáp tài liệu, nhưng hắn lân giáp hạ có một tầng niêm dịch, kỳ thật là ẩn chứa kịch độc, Hướng nhu ngân Nga giải thích, xuất ra một thanh ngân quan lóng lánh, lưỡi dao trình trăng rằm bàn chủy thủ. Cực nóng hơi thở tự lưỡi dao thượng lan tràn mà ra, hướng nhu nắm chặt chủy thủ, tốc độ bay nhanh bắt đầu rửa sạch cự mãn trên người lân giác. Hỏa hệ chân khí Trần Mộc Sinh trong lòng âm thầm phán đoán, nhưng về hướng nhu có được tu vi, tạm thời còn nhìn không ra đến rất nhanh, cự mãn quanh thân đại bộ phận lân giáp bị bóc ra, hứa nhu bắt đầu rửa sạch mặt trên nọc độc, nàng đi thông thả bước đến sơn động cái đấy, cầm lấy ngân đằng cự mãn sinh hạ hai cái thật lớn xà đảng. Rửa sạch nọc độc khi có thể dùng nước sông lặp lại súc, vì tránh cho phiền toái, dùng nó chính mình lòng trắng trứng cũng là có thể, hay như vậy thanh lương phương pháp là tối hoàn toàn. Hứa nhu dùng phản phất là khoe khoan khẩu khí giải thích, rất nhanh, chỉnh điều ngân đằng cự mãn trên người niêm trù nọc độc bị rửa sạch sạch sẽ các thời điểm phải chú ý không cần cắt vỡ nó xà đảm bên trong có kịch độc đâu hướng nhu bình tĩnh nói nhanh chóng cắt lấy nhất đại khối xà thịt bắt đầu dùng phóng tới thiết cái thượng thành thạo khuynh sái thượng mổ ta hương liệu dùng lửa trại nhiệt lượng tiến hành nướng chế theo thời gian trôi qua mảng xà thịt mùi rất nhanh ở hẹp dài trong sơn động tùy ý truyền khai đừng phát thiên nuốt nước miếng thơm quá nhà đầu kia tay nghề không sai a à trần một sinh tràng vị đại động hắn cũng đồng dạng hai ngày chưa ăn cơm bị mùi thịt nhất câu dẫn đói khát cảm giác vũ phát mãnh liệt một khắc chung sau văn tinh tẩm tới khang nước tiểu hạp quyết hoạn cục miết thiểm tư tản mát ra cực độ mê người mùi thịt đến tốt lắm ta hoàn công hướng nhu vừa lòng nói vỗ vỗ mảnh khảnh bàn tay các ngươi hai cái liệu lý ngân đằng cự mãn thủ pháp các ngươi cũng rõ ràng đi hiểu được Trần Mộc Sinh gật đầu, hắn đã muốn đem hết thảy bộ sậu nhớ cho kỹ. Tốt lắm. Hứa nhu thật dài lông mi nhếch lên, cười tủm tỉm nói. Dựa theo ước định ngân đằng cự mãn thịt, các ngươi yếu phân ta một nửa mãn thịt này đó sau đó ở xử lý, mãn xà thịt lạnh sẽ không tư vị, trước ăn cơm đi. Không thành vấn đề. Đừng phát thiên dành trước đáp, bất chấp phỏng tay, như làn giống như hổ nắm lên một khối xà thịt, sẽ đại mau cắn ăn. Chờ một chút. Trần Mộc Sinh bỗng nhiên giữ chặt đường phách Thiên, nhìn Hướng Nhu mặt cười, mày kiếm vi chọn, ngươi ăn trước. Hướng Nhu Vi sợ run một chút, bỗng nhiên dùng sức phiên một cái xem thường, than thở nói: thật sự là nhát gan sợ phiền phức nam nhân. Trần Mộc Sinh không nhìn xem thường, nhún vai nói: cẩn thận xử vạn năm thuyền, ngươi ăn trước. Đối với này bỗng nhiên toát ra nữ nhân. Trần Mộc Sinh đương nhiên không thể cùng chi tín nhiệm, thông qua này đó thiên trải qua, hắn đã muốn thân thiết kiến thức đến, cấm địa thí luyện, tàn khốc cùng hung hiểm, cho nên phát sinh gì sự tình cũng đều sẽ không kỳ quái, tự nhiên yếu ông cẩn thận thái độ. Ăn liền ăn. Hướng nhu trừng mắt, thì uy dường như giáp khởi lớn nhất một khối xà thịt, chu thần hé mở, dùng sức cắn một ngụm, quai hàm vi cổ, dùng sức nhắm nuốt, cũng thở phi phi nhìn trước mắt hai người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Chương 73 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Rất nhanh, này khối mãn xà thịt bị này xinh đẹp cô gái hoàn toàn ăn sạch. Hướng nhu dùng sức lau đi môi anh đào thượng quần áo dính dầu mỡ, trừng mắt thị uy nói. Thế nào? Ăn xong rồi, ta không chết đi. Ta nhìn thấy. Trần Mộc Sinh gật gật đầu, trong lòng nếu có chút đâm chiêu và mãn xà thịt nếu thực sự độc, nói vậy hướng nhu cũng sẽ không như thế sản khoái. Đừng phát thiên cấp khó dằn nổi, nắm lên một khối xà thịt nhét vào miệng, lẩm bẩm nói. Lão Trần, ngươi rất cẩn thận, chính nàng đều ăn, khẳng định không thành vấn đề. Trần Mộc Sinh thoáng nhún vai, chính mình cũng giáp khởi một khối xà thịt, ngượng ngùng nói. Thật có lỗi là ta hiểu lầm ngươi. Tốt lắm. Hướng nhu cười tủm tỉm nói, nàng tự hồ thực thích nói này thì ngoài miệng, lập tức vỗ vi cử. Thái độ không sai, vậy tha thứ ngươi, nhanh ăn đi, bổn cô nương khả được xưng, thực tiên, có thể thường đến bổn cô nương tay nghề, là các ngươi hai cái phúc khí. Ta đây nếm thử xem. Trần Mộc sinh mỉm cười, đem xà thịt bỏ vào trong miệng. Phu phu. Một bên đừng phát thiên bỗng nhiên một đầu ngã quỵ, phát ra thống khổ tru lên. Trần Mộc Sinh trong lòng thất kinh, vội vàng phun điệu mãn xà thịt, thấp mắt nhìn đi, chỉ thấy đừng phát thiên một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, chỉ vào hướng nhu liệu mạng trừng mắt, nói đúng là không ra nói, cũng bắt đầu miệng sùi bọt mép. Thật là, chích hạ độc một cái rất đáng tiếc. Hướng nhu ảo não tự nói, con ngươi đen trung lộ ra giảo hoạt, nàng nhắc tới thượng gánh nặng, dùng một loại nhẹ nhàng thân pháp, nhanh chóng hướng sơn động chạy cách. Tuy rằng không biết vì cái gì hướng nhu ăn mãn xà thịt hội an nhiên không việc gì, nhưng thấy hạ độc thủ nữ nhân chạy án, trần một sinh mặt tức giận sắc, lòng bàn chân chân khí nổ tung, bị bám tốc độ kinh người đuổi theo đi lên. Đứng lại. Trần Mộc Sinh tức giận nói hắn theo sát phía trước yểu điệu thân ảnh, đã muốn chạy ra khỏi ngoài động. Hứa nhu tốc độ rất nhanh, nàng mảnh khảnh thân ảnh nhẹ nhàng đến mức tận cùng, mỗi khi mũi chân điểm đều có thể tên bắn ra đi hai trường xa thành nhẹ nhàng tự như nhất chích phi yến nàng phiết đầu nhìn mặt sau nhanh có bỏ hay không trần mộc sinh nhăn lại đại mi thối thanh nói đứng lại ta mới là đứa ngốc không có độc tử ngươi này người nhát gan suy mạnh hơn bờ rờ dứt lời hướng nhu trốn nhanh hơn của nàng kia màu đỏ sậm tinh tế bóng dáng nhanh chóng lâm vào một mảnh rậm rạp tùng trong rừng nữ nhân này rất đáng giận không được ta nhất định phải đuổi theo nàng Trần Mộc Sinh trong lòng kiên định nói. Mắt thấy khoảng cách bị lạp càng ngày càng xa, hắn bỗng nhiên dừng lại thân hình, cũng nhanh chóng cởi luyện công phục cùng toàn thân phụ trọng ném xuống đất, lại theo dược bình nội lấy ra một viên, liễm khí hoàng nhét vào miệng. Liễm khí hoàng là tô tình ở thí luyện bắt đầu tiền tặng cho là nhanh chóng nhanh chóng hồi phục chân khí tuyệt hảo đang dược ở phường khu phố đều là cực kỳ hiếm thấy, là gì võ giả đều đã giá cả thu mua đông tây viên thuốc cửa vào tức hóa, nháy mắt hóa thành một cổ hàng lưu, lướt qua trần mộc sinh yết hầu, chợt hóa thành một cổ hùng hậu thủy hệ chân khí, tràn đầy hắn sắp khô kiệt đang điền. Không lâu, hắn sử dụng thăng long phá, đối phó cự mãn khi chân khí sớm tiêu hao không còn, này có liễm khí hoàng, chống đỡ, nhất thời dũng sinh ra hai trở thành sự thật khí đến. Đồng thời, bỏ đi phụ trọng áp lực sau, Trần Mộc Sinh nhất thời cảm thấy có một loại thân thể yếu chính mình phiêu khởi đến nhẹ nhàng cảm, đang điền nội bị áp lực đã lâu hùng hậu chân khí như đê đập quyết liệt, ở kinh mạch nội mãnh liệt lưu chuyển, phản phất nhất lên kinh đào hải lãng nhưng lại trực tiếp phá vỡ hoàn toàn mới một cái kinh mạch, cũng đem hoàn toàn giải khai. Băng hỏa bí quyết, thứ 9 trọng. Cởi bỏ trói buộc sau, Trần Mộc sinh nội công tu vi một đường tiêu thăng, trực tiếp phá tan thứ tám trọng bình cảnh, mại nhập thứ chín trọng sơ kỳ. Vì cứu đừng phách thiên tánh mạng, cũng tuyệt đối không thể buông tha này âm hiểm nữ nhân. Trần Mộc sinh cắn răng nói, toàn thân cơ thể buộc chặt đứng lên hùng hậu chân khí ở lòng bàn chân ầm ầm nổ tung, hắn một cái bước xa bước ra ba trường xa, thân thể bị bám cùng bạo tiếng gió, bắt đầu nổi điên bình thường đuổi theo đi lên. Hô hô! Hứa nhu liên tục đi vội 10 đô ly lộ trình, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, cử khởi bộ ngực kịch liệt phập phồng, nàng mồm to thở hào hển dừng lại cước bộ xinh đẹp đôi mắt trung lộ ra một tia đắc ý. Cuối cùng suý rớt. Hừ, kia hai cái ngu ngốc dám thưởng của ta mảnh thú, xứng đáng bị độc chết, đáng tiếc bị một cái tránh thoát một kiếp, nếu không ta cũng không dùng chạy thoát. Bồng, 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 bồng. Thật lớn tiếng vang bỗng nhiên tự thân sau truyền đến. Hướng nhu mặt mang một tiên nghi hoặc, quay đầu nhìn lại ta lập tức nàng theo bản năng lấy tay chỉ che anh đào khẩu, lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, chớ có lên tiếng nói. Không thể nào. Chỉ thấy trần một sinh trên thân, toàn thân cơ thể đều buộc chặt hở ra, cả người đại hãng đầm địa đồng thời, thải đạp thật lớn bộ pháp, mỗi một chân rơi xuống đất đều thạch phá thiên kinh, chính chạy như điên mà đến. Đứng lại. Trần một sinh giận dữ hét, lại tắt một viên liễm khí hoàng ở miệng đứa ngốc mới đứng lại đâu? Hứa nhu kinh ngạc đại mi nhăn lại, việc không ngừng xoay người liều mạng về phía trước chạy trốn. Bước vào băng hỏa bí quyết thứ chín trọng cảnh giới sau, Trần Mộc Sinh tốc độ tăng vọt, hơn nữa hắn trường kỳ tu hành sự chịu đựng kinh người, một đường chạy như điên, mới ngạnh sinh sinh đuổi theo đi lên. Rốt cục đuổi tới, trước theo nữ nhân này trong miệng ép hỏi ra giải dược rơi xuống mới được. Trần Mộc Sinh trong mắt lộ ra chắc chắc, chật thân hình bỗng nhiên gia tốc tự như báo tử bình thường lao ra. Lúc này, hứa nhu đã muốn tiến vào một mảnh rừng rậm trung thác nàng tính dựa vào rừng cây phần đông chướng ngại đem Trần Mộc Sinh trực tiếp bỏ ra. Ngao ngao. Vẫn hỗn cả người hồng mau, dáng người khôi ngô cự viên nhe răng nhếch miệng, bỗng nhiên theo thụ đỉnh rơi xuống đất, rõ ràng ngăn trở đường đi. Tàm dai mạnh thú, xích hỏa cự viên. Tránh ra. Hứa nhu nũng nịu một tiếng, trút ra của nàng, trăng trầm chủy thủ, đồng thời, thải nhẹ nhàng bước đi, thân hình trình, chi hình chữ vừa động, ti chấp bàn đến gần rồi xích hỏa cự viên. Ngao! Cự viên tru lên, cả người bùng nổ kinh người khí thế, ý đồ vương cánh tay đi xé rách trước mắt này linh hoạt con mồi. Uống! Hứa nhu thân thể mềm mại lăn không dựng lên, bỗng nhiên một cái sắc bén xoay người, trong tay trăng rằm chủy thủ, hòa xuất xích hồng sắc quan ảnh, theo xích hỏa cự viên trước ngực chém xuống. Phốc Theo một tiếng kinh hào, viên hầu mạnh mẽ thân hình bị một phân thành hai, máu tươi đầy trời phun. Làm sao chạy? Trần Mộc Sinh rốt cục đuổi tới phụ cận, lôi đình cuốn, lưỡi dao bay lên đằng khởi chân khí hỏa diễm, nhất kích tạ trảm đánh xuống ngươi, hứa nhu kinh hô một tiếng, kích động huy động chủy thủ đón đỡ. Thương. Đối mặt thật lớn lực lượng, trăng trầm chủy thủ trực tiếp bị hạp phi. Bồng. Một tiếng chặn ngang vào một bên thân cây thường. Thông qua này nhất chiêu đối bính, Trần Mộc Sinh cũng đại khái có thể tính ra đến hứa nhu nội công tu vi tuyệt đối không có thể vượt qua thứ tám trọng bình cảnh. Trần Mộc Sinh chậm rãi nâng lên lôi đình, ánh mắt sắc bén nói. Đem giải dược giao ra đây. Hứa Nhu kinh ngạc nhìn đằng đằng sát khí trần Mộc Sinh, lại nhìn liếc mắt một cái bị hạp phi trăng rầm chủy thủ, nàng đại mi nhăn lại, trừng mắt. Cái gì giải dược? Mãn Xà thịt ta chính mình cũng ăn, cái kia người cao to bị hạ độc quản ta chuyện gì? Trần Mộc Sinh đồng dạng trừng mắt trở về. Ngươi ở Mãn thịt trung làm cái gì tay chân ta không biết, ngươi không giao ra giải dược cũng đừng trách ta động võ. Ngươi dám? Hứa Nhu nhất ưỡng ngực bô thở phì phì nói vậy thử xem xem. Trần Mộc Sinh ánh mắt rồi đột nhiên sắc bén, không lưu tình chút nào đáp, lôi đình sang đao sắc bén hỏa xuất. Ngươi đi chết đi. Hướng nhu đắc ý kêu xích, bỗng nhiên dương lên thủ, hoành nhiên, bó lớn màu đen, độc xa, tự nàng lòng bàn tay bạo oanh mở ra, hướng tới Trần Mộc Sinh bao phủ mà đi. Bất thình lình nhất chiêu, Trần Mộc Sinh thối không kịp phòng, thầm mắng một câu ti bỉ sau, toàn thân cơ thể buộc chặt, tâm thầm phát lực hạ, cuồng bạo băng hàng chân khí tự nổ tung, ngành sinh sinh đem đầy trời, độc xa, khu cách ở bên ngoài cơ thể. Ta này độc xa dính vào một, có thể cho ngươi điệu một tầng da. Hứa nhu đôi mắt trung lộ ra giảo hoạt, có chút đắc ý nhanh chóng xoay người đào tẩu. Âm âm. Theo đầy trời xa trong mưa, một cái cao ngất thân ảnh đằng đằng sát khí toát ra. Bồng một tiếng đem xoay người hướng nhu đặt ở thượng. Trần Mộc Sinh toàn bộ thân mình đặt ở hướng nhu trên người, đầu gối chính đứng vững của nàng khố giang, một tay dùng sức đặt tại hướng nhu vi cử, tay kia thì tắt gắt gao kìm trụ nàng thân đến sườn biên cánh tay. Bị loại này tư thế ngăn chặn, tưởng di động nửa phần đều cực kỳ khó khăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Chương 74 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bị một cái nửa người trên năm nhân hùng hổ áp đảo ở đối với hướng nhu đến giảng, tuyệt đối là lần đầu tiên, càng đừng nói hai cái, trọng yếu bộ vị, bộ vị, đều bị gắt gao để ở, quả thực là trước nay chưa có sự tình. Ngươi Ngươi cầm thú, muốn làm gì? Hướng nhu đau mắng, như nước xà bàn vặn vẹo thân hình, ý đồ dãy dụ khai trói buộc. Trần Mộc Sinh không chút nào thả lỏng dùng sức để ở dưới thân mềm mại thân hình, cả người đằng đằng sát khí nói. Đừng dài dòng, đem giải dược giao ra đây. Theo cùng trước ngực truyền đến tê dại cảm giác, làm cho nàng nhìn không được càng dùng sức vặn vẹo, Trần Mộc Sinh lo lắng nàng phản hố, ngược lại càng thêm dùng sức để ở, điều này làm cho hướng nhu vừa tức vừa giận, nàng rất có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác, thiên sát, như thế nào liền gặp phải như vậy một cái không hiểu thương hương tiếc ngọc nhân. Hứa Nhu cắn ngân nha, thở phì phì nói: "Buông trước bằng không như thế nào cho ngươi giải dược?" Được đến vừa lòng đáp án, Trần Mộc Sinh cũng không có trầm tĩnh lại, hắn đã muốn có giác ngộ, Thương Hương Tiếc Ngọc loại chuyện này tuyệt đối không thể dùng tại đây cái âm hiểm nữ nhân trên người, nói không chừng một cái không cẩn thận, lại bị mang lên một đạo kia đã có thể phiền toái. Vì thế hắn dùng sắc bén ánh mắt trừng mắt Hứa Nhu mặt cười hỏi: "Trước nói cho ta biết, giải dược đặt ở làm sao?" Bị nam nhân liên tục đặt ở thượng, vẫn là như vậy tu nhân tư thế, hướng nhu mặt cười thượng có một tia phi hồng, nàng chỉ cảm thấy tê dại cảm vũ phát mãnh liệt, thậm chí còn có một loại ước ác cảm giác, nàng dùng sức kẹp chặt hai chân, cấp cả giận nói. Ngươi buông trước, nếu không ngươi giết ta cũng không giải dược. Trần Mộc sinh lông mi khơi màu, suy nghĩ sâu xa một chút, bỗng nhiên đem giày rộng bàn tay vói vào hướng nhu vạt áo nội. Ngươi! Ngươi làm gì? hướng nhu kêu sợ hãi. Trần Mộc Sinh tại kia một đôi chưa hoàn toàn phát dục, thả tràn ngập co giảng chuyện vật chung quanh một trận sờ soạn, đầu tiên là lấy ra một quyển sách vàng sách, mặt trên viết, đọc vương điển tên này. Đây là nội công bí tịch. Trần Mộc Sinh kinh ngạc nhìn lướt qua, cũng không để ý, không để khí thân thủ tiếp tục tìm kiếm, chung tìm được thí luyện giả lệnh bài mới hoàn toàn đứng dậy, hay nhìn thượng quần áo không chỉnh hướng nhu mắt lạnh nói, hiện tại của ngươi lệnh bài ở trong tay ta, tưởng cầm lại khứ tự lấy giải dược đi ra. Hứa nhu khóc không ra nước mắt, bất chấp bị ăn nhiều đậu hũ xấu hổ, vội vàng đứng dậy sửa sang lại hảo quần áo, trừng mắt nói. Làm sao có cái gì giải dược, cho các ngươi nướng chế mãn thịt trung, ta căn bản không có đem nọc độc rửa sạch sạch sẽ. Trần Mộc sinh chất vấn. Ngươi ăn trước mãn thịt, vì cái gì không có việc gì. Hứa nhu tế mi ninh khởi, hư lạnh nói bổn cô nương trời sinh là ngũ độc thân thể tu hành là trên đời hiếm thấy độc vương điển có thể nói là bách độc bất xâm một chút ngân đằng cự mãn nọc độc tính cái gì võ giả trời sinh thể chất có rất nhiều loại ngũ độc thân thể chính là một trong số đó mặt khác còn có đốt hỏa thân thể băng phách thân thể một linh thân thể đằng đằng Tóm lại trời sinh có được này đó thể chất võ giả, ở tu hành mổ một loại công pháp thường sẽ có làm ít công to hiệu quả, đối sử dụng cùng thuộc tính vũ kỹ thượng cũng có thật lớn tăng phúc. Gặp hứa nhu còn mang theo tự đắc biểu tình, Trần Mộc Sinh căm tức nói. Nói mau giải độc phương pháp, trắng rết nữ nhân, chúng ta hảo tâm phân ngươi mãn thịt, ngươi còn lấy oán trả ơn hại chúng ta. Khi ngân đằng cự mãn rõ ràng là bổn cô nương trước phát hiện, bất quá là các ngươi hai cái xen vào việc của người khác mà thôi. Hứa nhu trừng mắt biện giải. Huống chi, ngân đằng cự mãn độc tính lại không nguy hiểm đến tính mạng và không chết được nhân, nhiều nhất làm cho hắn mỗi ngày phát tác một lần mà thôi. Bị trần Mộc sinh cầm đi lệnh bài, tương đương là như ngành ở hầu, nàng đành phải nói ra tình hình thực tế. Trần Mộc Sinh hơi hiển an tâm, ít nhất đừng phát thiên không chết được, vì thế mệnh lệnh nói vậy ngươi theo ta trở về, cấp phát thiên đem đọc giải. Có thể, ngươi trước đưa ta lệnh bài cùng đọc vương điển. Hứa nhu yêu cầu nói, lệnh bài đối thí luyện giả trọng yếu trình độ không nói mà thôi, đọc vương điển đối nàng càng thêm trọng yếu, kia đều không phải là là hứa gia tàn thư các nội bí tịch, mà là năm đó có, đọc vương, danh xưng một vị võ thánh lưu lại đến, so với thập giai bí tịch còn muốn trân quý, nay bị Trần Mộc sinh thu đi, nàng là vừa vội vừa giận. Trần một sống mùi cười ty bỉ nữ nhân, ta không có giết ngươi sẽ không sai lầm rồi. Ngươi không tư cách cùng ta đàm điều kiện, nếu không đi ta liền hủy diệt ngươi lệnh bài. Dứt lời, hắn không lưu tình chút nào mặc xoay người bước đi. Ngươi gặp trần một sinh bóng dáng đi xa ta hướng nhu dùng sức cắn môi dưới duyên, dùng sức đọa chân bó, ngoài miệng than thở một câu, bất đắc dĩ theo đi lên. Trần Mộc Sinh dựa theo đường cũ phản hồi, rất nhanh tìm về chính mình vứt bỏ ở nửa đường phụ trọng trang bị hắn đem luyện công phục một lần nữa mặt, cũng âm thầm đề phòng phía sau động tỉnh nhanh chóng hướng ngân đằng cự mãn huyệt động đi đến. Ẩm ướt trong sơn động. Lửa trại như trước ở hoa đùng ba thiêu đốt ngọn lửa lũi động, thân trung xà độc đừng phát thiên miệng sùi bọt mép, chính quỳ rạp trên mặt đất, thẳng tắp như tử thi bình thường trần Mộc sinh trở lại sơn động các trung chờ một lát quả nhiên gặp hướng nhu tim gậy thân ảnh đi đến giải độc trần Mộc sinh chọn mi nói hướng nhu vẻ mặt do dự nàng ngồi sổng xuống thân mình vương hai căng ngón tay con ngươi đen trung lộ ra trịnh trọng mảnh khảnh đầu ngón tay quán chú chân khí nhanh chóng ở đường phách thiên toàn thân các huyệt vị thường điểm quá phốc 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 hoa cả mắt liên tiếp điểm huyệt hướng nhu cuối cùng nhất chỉ hung hăng điểm ở đừng phách thiên đang điền chỗ huyệt đạo thượng chỉ thấy đừng phách thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu trên đột nhiên theo thượng bính lên hoa wow, đừng phách thiên đại nói ra thủy nhìn bên cạnh tế mi ninh khởi cô gái nhất thời trong mắt bốc hỏa nâng lên cực nóng thiết sa trưởng cả giận nói nhà đầu chết tiệt kia ngươi dám đối ta hạ độc ta làm thịt ngươi ngươi dám hướng nhu không chút nào yếu thế nàng trừng mắt nói ta chỉ chỉ dùng để điểm huyệt thủ pháp che lại ngươi kinh mạch nội xà độc, nhiều nhất 3 tháng phải làm theo hội phát tác, đến lúc đó ngươi mỗi ngày đều phải miệng sùi bọt mép, tu vi đánh mất 6 cái canh giờ, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Trần Mộc Sinh suy nghĩ bắt tay vào làm trung lệnh bài, cầm tức nói. Đừng ở đùa giỡn đa dạng, kia giải dược đâu. Giải dược làm sao hội dễ dàng như vậy phối chế. Ta trên tay lại không tài liệu, còn có mạo hiểm bị mạnh thú giết chết nguy hiểm chung quanh thu thập ít nhất yếu một tháng tài năng phối chế đi ra, người trước đưa ta đông tây, bổn cô nương tuyệt đối nuốt lời nhất định cho ngươi giải dược. Hứa nhu lời thề son sắc. Đối với hứa nhu trong lời nói, trần mộc sinh như thế nào cũng sẽ không có ngốc đến đi tận tính, bất quá hiện lệnh bài tái thủ hơn nữa kia độc vương điển thoạt nhìn tựa hồ thực trân quý bộ dáng, nói vậy nữ nhân này không dám ở đùa dẫn đa dạng. Trong lòng thầm nghĩ, Trần Mộc Sinh khẩu khí chắc chắc nói. Đừng nghĩ tái lừa đến chúng ta, ta cho ngươi một tháng thời gian, đến lúc đó ngươi đi cấm địa đảo tối Tây Phương Bắc Sơn Hạ tìm chúng ta hay dùng giải dược đổi hồi của ngươi Đông Tây. Hừ, ngươi lại dựa vào cái gì cam đoan sẽ không gạt ta. Vạn nhất các ngươi hai cái vô dụng Đông Tây bị này hắn thí luyện giả dết làm sao bây giờ? Hứa nhu cắn ngân nha, không cam lòng nói. Nữ nhân này thật đúng là quả đen miệng a. À. Trần Mộc Sinh thoáng nhún vai. Ngươi không có lựa chọn đường sống đi. Nếu không ta hiện tại liền hủy diệt lệnh bại cùng độc vương điển. Tốt lắm. Hứa nhu thở phì phì nói, lại trừng mắt. Liền một tháng, đến lúc đó ngươi nếu dám gạt ta, bổn cô nương liền cùng ngươi liều mạng. Có thể. Trần Mộc Sinh bình tĩnh trả lời. Không tiễn. Siona nhìn theo hướng nhu tinh tế thân ảnh đi xa, đừng phát thiên lo lắng nói. Lão Trần, này không thành vấn đề đi. Trần Mộc Sinh cười khổ nói. Chỉ có thể như thế, ngươi trên người mãn độc dược tánh mạng, không có việc gì. Nhà đầu kia thật sự là ti bỉ a. À. Đừng phát thiên đau mắng một câu, lại giận dữ nói. Bất quá hoàn hảo, hiện tại thực vật vấn đề cuối cùng giải quyết. Nơi này cũng không thể ở lâu, chúng ta đem này mãn xà xử lý, lập tức bước đi. Trần Mộc Sinh ngồi xổm xuống thân hình, bắt đầu lẩm nhẩm ngân đằng cự mãn thân thể hay này hơn một ngàn cân mãn xà nếu xử lý tốt là đủ làm cho hai người chống đỡ rất dài một đoạn thời gian. Có độc giả nói muốn cho hứa nhu cặp lòng đựng cơm điệu, đây là nhiều hận ý a à, thân thằng nàng tuy rằng không cặp lòng đựng cơm, nhưng phía dưới sẽ không xuất hiện hắn diễn phân, cuối cùng đầy đất lăn lộn cầu phiếu A. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Chương 75 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không thành vấn đề, hắc hắc. Này mấy trăm cân mảng thịt phơi nắng thành thịt làm cũng đủ ăn mấy tháng. Đừng phát thiên dũng cảm nói, ngồi sổng xuống hỗ trợ. Phốc Trần Mộc Sinh huy động sang đao, đầu tiên đem mảng xà thân hình một phân thành hai u ám trong sơn động, bị đói khát tra tấn mấy ngày hai người, bắt đầu nhanh chóng liệu lý này khó được thực vật, vì phòng ngừa trúng độc chuyện tình lại phát sinh, hai người xử lý đều rất nhỏ tâm, trần một sinh đem mảng thịt bị cắt thành khối, dùng ôn hỏa nướng chín, tái từ đừng phát thiên dụng hỏa hệ chân khí đem hông khô, bốc hơi lên điệu trong đó đại bộ phận hơi nước, do đó chế thành thịt làm. Ngày thứ hai Đừng phát thiên lưng mấy trăm cân trang mãn thịt làm gánh nặng, trần một sinh tắt kiên khiên kinh thiên thước, cùng ngưu giác cự cung hạng nặng võ trang tư thái đi ra hôn ám sơn động. Lão Trần, chúng ta đi thôi, này đó mãn thịt ít nhất có 400 cân, cũng đủ chúng ta ăn hai tháng. Đừng phát thiên hưng phấn nói. Trần Mộc Sinh gật đầu cười nói chúng ta tiếp tục hướng tây phương bắc về phía trước tiến tận lực tránh đi này hắn thí luyện giả đồng thời gặp được ngũ giai mạnh thú liền toàn lực chém giết sáu cái nguyệt sau chúng ta hai cái cần liệp sát đến hai trăm đầu ngũ giai mạnh thú mới có đi lên tàu bay tư cách đừng phát thiên tự tin nói không thành vấn đề lão trần bằng thực lực của ngươi toàn lực ra tay hạ cũng có thể xử lý ngũ giai mạnh thú huống chi là chúng ta hai người liên thủ hảo kia đi thôi nhất định phải sống sót Trần Mộc Sinh có chút nhiệt huyết sôi trào. Sáng sớm, không trạm lam, rất nhiều phi hành mảnh thú ở nguyên Nga ngọn núi chung quanh xoay quanh tới lui tuần tra. Nơi này là cấm địa đảo Trung Ương Mang, cao ngất lưng núi tựa như một đạo nguyên Nga bình chướng, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ, nơi này cũng là cả tòa di động trên đảo mảnh thú tụ tập tối dày đặc vị trí, hung hiểm trình độ không thể nghi ngờ, gần trăm năm cấm địa thí luyện Trung, không biết có bao nhiêu thí luyện giả trắng như tuyết bạch cốt tán thân như thế một chỗ nhìn như u tỉnh bên trong sơn cốc, thật lớn thú hào thanh đánh vỡ trữ tỉnh. Phốc. Máu tươi cuồng phun, trần mộc sinh cả người đằng đằng sát khí, mạo hiểm chân khí họa diễm lôi đình, duyên đậu lãm chích chí khôi hoảng khiên tử tư cử ba thuộc huy thải quả đẩu hy tiện thiểm kiêu để nạp tông hoàng lai xúc, bờ rờ chướng khí mù mịt, bụi đất giật tán. Lão trần, hảo đao phát. Đừng phách thiên tán dương, hắn cả người đại hãng đầm địa, cái khởi sông trưởng mặt ngoài đỏ bừng, đang tản cực nóng hơi thở, kiếm sĩ ma hổ, thi thể thượng cả người tối đen trưởng ấn, hắn thiết sa trưởng công lao. Trần mục Sinh thành thạo huy động sang đao, phá vỡ, kiếm sĩ ma hổ, bụng, từ trong đó lấy ra một viên kim hệ thú tinh, hắn thở hổn hển nói, để tam mười khỏa ngũ dai mạnh thú vẫn là khó đối phó, nửa tháng mới săn đến 30 đầu, chúng ta tiếp tục đi thôi, hôm nay nhất định bay qua lưng núi, buổi tối khẳng định có thể đạt mục đích. Đừng phát thiên nhất miệng cười nói. Đã muốn thực không sai, ngũ dai mạnh thú không tính là đặc biệt thông minh, nhưng thực lực đều phải địch nổi sơ cấp núi cao võ sĩ, vốn cũng rất cường. Đem thú tinh trang nhập tùy thân túi nội, trần mộc sinh bạc khởi tà cắm trên mặt đất, kình thiên thước, lo lắng nói chúng ta đi nhanh đi, vạn nhất kia đông tây tái đuổi theo, liền đại phiền toái. Trên thực tế, này đã muốn là hai người tự kia mãn xà sơn động xuất phát đệ thập năm ngày, nguyên bản nghĩ đến Tam Thiên có thể đến lộ trình lại bởi vì hãm sâu tại đây phiến khủng bố núi Lý, thật to kéo dài tiến độ. Đừng phát thiên bối khởi trang mãn sắc xa khoáng cùng thịt làm gánh nặng, cũng lòng còn sợ hãi nói. Nói đúng vậy, ta cũng không tưởng lại bị truy mãn sơn chạy loạn. Hai người trong miệng theo như lời, trên thực tế là nhất chích tử tình nghe lan, lục giai mạnh thú. Ngay tại tam ngày trước, hai người trong lúc vô tình tao ngộ rồi trước nay chưa có khiêu chiến, bị nhất chích bụng đói kêu vang trung, tử tình nghe lan, theo dõi, một phen giao thủ hai người căn bản không thể cùng chi địch nổi, trải qua hơn thứ cực kỳ nguy hiểm, đức quản chật vật đào vong hai ngày một đêm, cuối cùng mới may mắn bình yên đào thoát. Này là đủ sự thật, tử tình nghe lan, cường đại, trần mộc sinh từng nếm thử quá, hắn toàn lực sự xuất tối cường, thăng long phá thứ bốn chiêu, có thể một mình một người tiêu diệt ngũ giai mạnh thú, nhưng lục giai mạnh thú chính là không được. Lục giai mạnh thú cùng ngũ giai mạnh thú khác biệt, là cực kỳ thật lớn. Tuy rằng chỉ có nhất giai chi kém, nhưng trên thực tế liền giống nhau nhân loại võ giả trung, 10 trọng nội công cao giai võ giả cùng núi cao võ sĩ, gian khu, sắc này bộ hoãn liệt đăng theo hung phàn để cái gì điền chẩn, bờ bình thường dưới tình huống, một gã đứng đắn được đến, võ giả nghiệp đoàn, sắc phong núi cao võ sĩ, hoàn toàn có năng lực một mình chiến phiên năm tên cao giai võ giả, thậm chí càng nhiều. Đây là võ giả cùng võ sĩ khác nhau, ngũ giai mạnh thú cùng lục giai mạnh thú cũng là giống nhau thật cẩn thận dọc theo gặp gền sơn đạo chuyến về, đừng phát thiên bỗng nhiên nói. Lão Trần, ngươi muốn đi là địa phương nào, ngươi lão cha nếu dặn dò quá ngươi, khẳng định có nói về quá. Trần Mộc Sinh đi trước đồng thời cảnh giác mọi nơi nhìn xung quanh, thoáng lắc đầu nói. Hắn rất sớm trước kia liền mất tích, ta căn bản chưa thấy qua hắn, nhưng nếu là phụ thân chuyên môn lưu lại, ta liền nhất định phải đi nhìn xem mới được. Đối với Trần Thiết Sơn hội lưu lại cái gì? Trần Mộc Sinh rất ngạc nhiên, hắn cũng hết lòng tin theo phụ thân nhọc lòng lưu lại bản đồ, cũng đợi 16 năm mới làm cho chính mình trăm ngàn đi tìm, hẳn nhất định là có khác thâm ý. Nay gần trong gan tất. Tỷ Khai Sơn trong rừng thành quần kết đội thứ trư cùng Hỏa Văn Thương Lan, sau hai người lại đi rồi một cái lâu ngày thần, rốt cục hoàn toàn lật xem quá nguy hiểm thật mạnh, trung ương lưng núi tiền phương địa thế bắt đầu bằng phẳng hai người dọc theo một cái dân sông lớn đi trước chung quanh đã muốn là xanh ung tươi tốt u ám rừng rậm ba đào mãnh liệt con sông mặt ngoài hiện ra một loại quỷ dị màu đen đi trước trên đường thường thường hội đột ngột bàn xuất hiện thật lớn nham thạch khối sừng sững ở thâm thúy rừng rậm lý che thiên tế nhật trừng rậm hạ, không khí quỷ dị, Trần Mộc Sinh dừng lại cước bộ, xuất ra Trần Thiết Sơn lưu lại bản đồ cẩn thận xem kỹ, hắn nẫn đầu nhìn xa phương xa núi, trong mắt lộ ra kiên định, thầm nghĩ. Rất gần, sẽ đến, cùng lúc đó, cả tòa cấm địa trên đảo, tàn khốc chiến đấu cũng chưa bao giờ ngừng lại. Trung ương lưng núi Tây Phương Bắc hơi hơi nhếch lên thả trụi lũi trên sườn núi. Gió núi lạnh thấu xương. Nhất chích cự lan bàn mãnh thú, toàn thân vết thương lui lui, chính hung hăng cánh cung như hổ rình mồi trừng mắt hai người. Này chiếc mảnh thú hình thể chừng thất thước dài, tứ thước cao, toàn thân che kín màu tím vẫy, bối tuyến thượng có một đạo vây cá bàn màu đỏ văn lộ, cùng loại báo tử bàn đầu thượng, có một đôi hàng mũi nhọn bắn ra bốn phía tử tình. Tử tình nghe lan. Này chiếc tử tình nghe lan, cả người đều là sâu đầm kiếm thương, một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng, đã muốn bị buộc đến vách núi cuối, nó sợ run nhìn trước mắt hai người, phát ra, ô ô, sợ hãi trống thanh. Xuất sinh, nhìn ngươi còn như thế nào trốn? Nói chuyện là một cái cực kỳ khôn ngô nam nhân, hắn một thân màu đen võ sĩ phục, một đầu tóc dài trác thành vô số điều nhỏ vụn roi, mặt giáp trụ trên vai đầu, cả người lộ ra khủng bố bưu hãn khí thế. Công tôn lông, đây là công tôn gia núi cao võ sĩ ở công tôn long bên cạnh còn lại là một gã biểu tình lạnh lùng thân màu đỏ sậm nhanh võ sĩ phục nữ tử nàng tay cầm một thanh màu xanh biết trường kiếm khẩu khí lạnh lùng nói công tôn long nhanh lên giải quyết nó này nữ tử là lý nếu hàm lý gia núi cao võ sĩ ngươi đừng dài dòng tuy rằng chúng ta là hợp tác quan hệ ngươi cũng đừng tưởng ra lệnh cho ta công tôn long không kiên nhẫn nói hắn toàn thân tản mát ra cực nóng hơi thở chậm rãi hướng tử tình nghê lan bức bách mà đi ngao 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 hấp hối tử tình nghê lan thân mình cung khởi rốt cục nhẫn nại không được giận hào đánh về phía công tôn long oanh thật lớn ánh lửa phóng lên cao công tôn long bước ra từng bước đọa toái dưới chân núi đá chợt một quyền oanh kích ở tử tình nghê lan bùng thượng bàn bạc hỏa hệ chân khí rời tay mà ra trực tiếp ở tử tình nghê lan bùng thượng chui ra một cái huyết lỗ thủng ô ô tử tình nghe lan nghẹn ngào một tiếng ngã xuống đất tắt thở công tôn long thủ đi tử tình nghe lan thú tinh ha 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 cười nói này lục giai thú tinh ít nhất có thể bán thượng tam vạn lượng bạc lần này vận khí thật là không sai Lý Nếu Hàm khẩu khí lạnh như băng nói. Nhằm chán hành vi, chúng ta cần là thí luyện giả lệnh bài, thú tinh tái nhiều cũng cùng thí luyện thành tích không quan hệ. Lý gia nữ nhân, ngươi xem kia mặt. Công Tôn Long bỗng nhiên hưng phấn nói, xa xa chỉ vào triền núi hạ. Lý Nếu Hàm phiết đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 dặm ngoài trong rừng rậm, có hai cái nhỏ nhất bóng người ở chấp lên, nàng lạnh lùng nói. Là đừng ra hai cái thí luyện giả tốt lắm, bọn họ là của ta. Công Tôn Long xoa tay, hưng phấn nói. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lý Nếu Hàm. Yên tâm hai quả lệnh bài, phân ngươi một quả. Công Tôn Long hắc hắc cười nói, dưới chân chân khí nổ tung, trực tiếp theo vài chục trượng trên vách núi nhảy lên xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 Chương 76 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đang lúc hoàng hôn, tịch dương tà hạ đem cuối cùng ánh chiều tà xuyên thấu qua rậm rạp cây cối, phóng trên mặt đất. Trần Mộc Sinh cầm bản đồ, nhìn phía xa xa nói. Chúng ta đến, chính là nơi này. Hai người một phen chạy đi, chính bản thân bị vây một mảnh rậm rạp bụi gai tùng trung, xa xa là trụi lũi vách núi đen, nhìn thẳng mà đi, vách núi đen tái hướng tay đi, chính là trạm Lam Thiên không, nơi này đã muốn là cấm địa đảo chân chính bên cạnh, mấy chiếc tứ giai phi hành mãnh thú, huyết thủ cánh thứ, đang ở chung quanh xoay quanh, tùy thời chuẩn bị lao xuống xuống dưới săn bắn thực vật. Đừng phát thiên ở mồm to xé rách mảnh thịt làm, có chút hàm hồ tả hữu đánh giá. Làm sao? Lão Trần ngươi không nhìn lầm đi nơi này cái gì đều không có a à? Rõ ràng là nơi này. Trần Mộc Sinh suy tư nói. Chúng ta đi phía trước đi nhìn xem. Này phiến bụi gai dày đặc cây bụi trung có vẻ thực âm u, chung quanh còn có rất nhiều đột ngột bàn tồn tại thật lớn nham thạch che đậy trụ tầm mắt, có lẽ còn có chưa phát hiện địa phương. Nghe lời ngươi. Đừng phát thiên cười nói. Hai người tảo mở đường thượng bụi gai, cảnh giác tiếp tục đi tới, vùng này mảnh thú đồng dạng không ít, tam dài, tứ dài có vẻ nhiều, đối với hai người mà nói không tính là quá lớn uy hiếp, nhưng mắt thấy màn đêm yếu buông xuống, một ít ẩn núp trong bóng đêm cường lực mảnh thú đã muốn bắt đầu sao động bất an. Lão Trần, thiên hắc phía trước không có cái mới phát hiện, chúng ta trước hết tìm địa phương qua đêm tốt lắm, gần nhất vừa đến ban đêm, chúng ta như thế nào cảm thấy gặp được mảnh thú đều càng ngày càng táo bạo. Đừng phách thiên khiên thật lớn gánh nặng, vùi đầu nói. Ta cũng có loại cảm giác này, tái đi phía trước đi một đoạn và không được trong lời nói hôm nay dừng ở đây. Trần Mộc Sinh cũng có chút buồn bực, trên bản đồ cũng không có phi thường chính xác dấu hiệu, hiển nhiên hẳn là phi thường tốt phân biệt địa phương mới là. Nhưng trước mắt trừ bỏ bụi gai dày đặc, như hải bàn cây bụi ngoại là không có đầu mối. Hắn có khi ở đoán Trần Thiết Sơn hẳn là để lại cái gì vũ kỹ hoặc là công pháp cấp chính mình, nhưng này cũng có thể đánh dấu rõ ràng a, à, như vậy không đầu không đuôi, căn bản là không có khả năng tìm được phụ thân nên sẽ không quên dấu hiệu vị trí đi. Trần Mộc Sinh thầm nghĩ, tiếp tục đi trước, hắn đã muốn đi ra bụi gai cây cối mang và sắp chân chính tới chỗ ngồi này di động đảo cuối. Bông. Một cái khí lực khôi ngô thân ảnh, bỗng nhiên tự một khối cự thạch phía trên ầm ầm rơi xuống đất. Người nào? Hai người cảnh giác nói, theo bản năng làm ra phản ứng, Trần Mộc Sinh nhanh chóng buông, kình thiên thước, đừng phách thiên tắc đem trầm trọng gánh nặng ném, cái nổi lên hắn một đôi trải qua tôi luyện thịt trưởng. Hắc hắc. Rốt cục đuổi theo các ngươi hai cái. Công tôn long nhếch miệng hung ác cười nói, hắn rơi xuống đất nháy mắt, một đầu hỗn độn biến tóc vũ điệu như một đầu tức giận hùng sư. Đừng phách thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lão Trần, hắn hình như là cái kia núi cao võ sĩ. Về lần này cấm địa thí luyện trung vài vị cường đại võ sĩ, Trần Mộc sinh sớm ở tàu bay thượng nghe đừng kiều kiều giới thiệu quá, hắn ghi nhớ trong lòng, công tôn long vừa xuất hiện hắn liền trong lòng biết không ổn. Núi cao võ sĩ toàn lực ra tay hạ là muốn so với lục giai mạnh thú còn mạnh hơn một ít, Trần Mộc sinh rất rõ ràng, mặc dù cùng đừng phát thiên liên thủ cũng là không có khả năng thắng. Võ giả cùng võ sĩ Giang có một đạo thật lớn hồng câu không phải dùng số lượng có thể vượt qua cái này khả phiền toái. Trần Mộc Sinh thầm cảm thấy không xong, toàn thân cơ thể mơ hồ hở ra, chân khí nhanh chóng bị tác động, hắn khẩu khí bình tĩnh nói. Ngươi là muốn làm bài thật không? Công tôn Long thô mi khơi màu, ngoài ý muốn nhìn Trần Mộc Sinh chắc chắc ánh mắt, vẻ lo lắng cười nói. Không sai, ngươi tiểu tử này thực thức thời thôi. Đừng phát thiên một đôi thiết sa trưởng bắt đầu phát ra cực nóng hơi thở, hắn quay đầu hỏi. Lão Trần, hiện tại làm sao bây giờ? Trần Mộc Sinh âm thầm sự cái ánh mắt, theo vạt áo nội lấy ra chính mình lệnh bài, bình tĩnh nói. Công Tôn Long, lệnh bài chúng ta nguyện ý hai tay tống xuất, nhưng chúng ta không nghĩ yếu vô vị chiến đấu. Công Tôn Long bỗng nhiên nhất buông tay, toàn thân gắn kết khởi như núi nhạc bàn khủng bố khí thế, nhếch miệng cười to nói. Ha ha! Hảo có hiểu biết tiểu tử, nếu ngươi gặp được là lý gia cái kia nữ nhân nàng không muốn tốn nhiều khí lực cá tính nhất định thủ đi lệnh bại sẽ không giết ngươi bất quá ngươi gặp được nhưng là ta công tôn long giết người nhưng là của ta nhất đại ham mê cho nên các ngươi hai cái chết chắc rồi công tôn long hung ác nói nhỏ khôi ngô thân hình bỗng nhiên bị bám sát bén tốc độ khi thân tới gần liều mạng với ngươi Trần Mộc Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, kén động kình thiên thước, hung hăng một kiếm phách khảm xuống. Hắn theo ngay từ đầu liền tâm sinh cảnh giác, cho nên vận sức chờ phát động, thăng long phá đệ tam thức. Oanh! Công tôn long khôi ngô thân ảnh vọt tới phụ cận, hắn vương tráng kiện cánh tay, oanh ra một quyền cùng kình thiên thước đối bính, quyền đầu mặt ngoài bạo bắn ra cực nóng ánh lửa. Trong thời gian ngắn một phen chân khí gian đánh cờ, hắn nhưng lại dùng thịt trưởng trực tiếp cầm, kình thiên thước, mũi nhọn, nay Trần Mộc Sinh áp lực tu vi, nội công cũng đến thứ 8 trọng trung kỳ, phối hợp thăng long phá đệ tam thức tra chiêu, mơ hồ có thể kéo lên đến đệ thập trọng nội công cao giai võ giả tiêu chuẩn. Nhưng đối mặt công tôn long, tự hồ vẫn là không đủ. A, à, hảo bá đạo vũ kỹ. Công tôn long khóe miệng tác động, có chút ngoài ý muốn nói, đồng thời hắn cầm kình thiên thước bàn tay, bắt đầu thiêu đốt giống như thực chất bàn chân khí hỏa diễm. Tiếp chiêu đồng thời đừng phách thiên cao lớn thân ảnh phát đi lên, cực nóng thiết sa trưởng ầm ầm hạ xuống. Bông Tứ giai vũ kỹ thiết sa trưởng. Ha ha. Người muốn chết. Công tôn long trào phúng một câu, một cái xoay người, đùi phải như chiến phủ bàn đá ra, bạn bạc chân khí nổ tung, đừng phách thiên khóe miệng mang huyết, bị ném đi đi ra ngoài hai trường xa, mới miễn cưỡng dừng lại cước bộ. Phách thiên, chúng ta tách ra. Trần Mộc Sinh cắn răng nói, trực tiếp buông tha cho kình thiên thước, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, một phen kéo trên người phụ trọng nhuyễn giáp cùng luyện công phục. Một phen giao thủ, hắn đã muốn rõ ràng biết, lần này muốn đánh nhau thắng này công tôn long là không có khả năng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hai người không bằng tách ra chạy trối chết, mới có còn sống hy vọng. Đừng phát thiên trừng mắt mắt hổ, toàn thân tản mát ra thiết sa trưởng cực nóng hơi thở, hắn giá khởi xong trưởng, trịnh trọng chuyện lạ nói. Lão Trần, ngươi đi trước, ta đến kéo dài trụ hắn. Hắn biết rõ một chút, hai người đồng thời chạy trốn, công tôn long nhất định sẽ đi đuổi theo tu vi càng mạnh Trần Mộc Sinh, một đường đi tới từng tí ở trong lòng hắn hiện lên, tự bị Trần Mộc Sinh cứu khởi, hắn liền quyết định chú ý muốn dùng tánh mạng đến hoàng lại này ân tình. Nói bậy bạ gì đó. Chúng ta phân công nhau chạy trốn, lại đi cái kia xà động hội hợp. Trần Mộc Sinh trong lòng mặc dù cảm động, lại trận mắt nhìn hữu tình cũng không phải là dùng phương thức này đến thể hiện. Lão Trần, ngươi đi trước đi, ta sẽ làm cho tên hỗn đảng này kiến thức đến sư phụ truyền thụ của ta thiết sa trưởng có bao nhiêu cường. Đừng phát thiên khẩu khí kiên định, chậm rãi thôi động hai tay, toàn thân phát ra cực nóng khí diễm, đây là tầm thường sát sa khoáng vũ kỹ sẽ không xuất hiện trạng huống đừng phách thiên nội công tu vi chip đến thứ tám trọng cao nhất, nay lại tản mát ra so sánh để thập trọng nội công khí thế, hắn sợ sử dụng thiết sa trưởng, đã muốn không phải bình thường thiết sa trưởng. Ha ha, huynh đệ tình thâm a, à. công tôn long cười ha ha, hắn đem kình thiên thước cắm trên mặt đất, theo sau lưng rút ra một thanh giày rộng đỏ sậm chiến đao, hung ác nói: ta sẽ thanh toàn các ngươi tốt lắm. Dứt lời, công tôn long đằng đằng sát khí nhằm phía đừng phách thiên, chiến đao như màu đỏ điện mũi nhọn, trảm phá phong kính, chợt phách khảm xuống. Ngô Đừng phách thiên phát ra thống khổ thanh âm, toàn thân cơ thể hở ra, khôi ngô thân hình phản phất đều trướng hơn phân, hắn cứng rắn như thiết thịt trưởng ngoan phách về phía công tôn long chiến đao. Thương Thương liên tục hai nhớ con dao va chạm ở sắc bén chân khí bắn ra bốn phía, công tôn lòng chiến đao bị cứng rắn ngăn trở, đừng phách thiên tắc bị đẩy lui ra năm trường xa, té ngã ở, hắn trừng mắt, hùng hổ theo thượng bò lên, lại một lần cái khởi máu tươi đầm đi thiết sa trưởng, lớn tiếng cười nói. Đồ con lừa, thấy không có, đây là ta khổ luyện 17 năm thiết sa trưởng chung cực cảnh giới. Thứ tám trọng nội công thi triển ra vũ kỹ, đứng vững núi cao võ sĩ nhất kích, tuy rằng chật vật chi cực, nhưng là cực vì kinh người. Công tôn lông cảm thấy ngoài ý muốn hắn nắm chặt chiến đao, đao tim như độc xà phun tính, toát ra tam tất trưởng đỏ sậm đao khí, lại nhếch miệng cười nói. Vô nghĩa ngươi nương A, à, ngăn trở ta tùy tay nhất kích có gì đặc biệt hơn người, ta hiện tại liền đem ngươi đại tá bát khối. Dứt lời, công tôn long thân hình thoát ra, như đồ tể bàn dơ lên chiến đao. Hưu thật lớn khí bạo thanh bỗng nhiên vang lên, thô to một tên sinh ra kịch liệt xoắn ốc kính nói, tầm ầm thẳng truy công tôn long phía sau lưng mà đến. Nương Công tôn lông thối mắng, phản thủ một đao chém xuống, đem lực đạo khủng bố một tên lăng không chặt đứt. Dương mắt nhìn lên, rõ ràng chỉ thấy mười trượng ngoại thật lớn nham thạch hạ, trần một sinh trầm thắt lưng dẫm trận tại chỗ, trong tay dơ ngưu cung khảm sừng, cả người khí thế tận trời. Xấu lư, ngươi phản ứng rất nhanh thôi. Trần Mộc Sinh trêu tức nhất miệng cười nói, hắn theo vạt áo nội lấy ra một đường săn bắn đến lệnh bại, trong mắt lộ ra cường đại chiến ý. Thấy được không có, ta nơi này có mười mai lệnh bại, mẹ ngươi, có bản lĩnh sẽ lấy đi. Dứt lời, đã muốn rút đi toàn thân phụ trọng Trần Mộc Sinh, ném xuống ngưu cung khảm sừng, theo bên hông rút ra lôi đình săn đao đến, xoay người nổi điên bàn chạy trối chết mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Chương 77 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhìn theo trần một sinh bóng dáng biến mất ở trước mắt, công tôn long trừng mắt mắt hổ kinh ngạc một lát, hắn hoàn toàn bị chọc giận. Húng chi, mười mai lệnh bài, đây là thật lớn lực hấp dẫn. Hỗn đảng tiểu tử, xem ta như thế nào làm thịt ngươi. Công tôn Long thu hồi chiến đao, hung tợn nói, thuộc loại núi cao võ sĩ, tốc độ toàn bộ khai hỏa, tự như nhất chích hát báo bàn bắt đầu đuổi theo. Đứng lại, đại gia ta mới là đối thủ của ngươi. Đừng phát thiên nhãn vòng ứng đỏ, khôi ngô thân hình sớm từng bước ngăn trở công tôn Long đường đi, cái khởi cực nóng thiết sa trưởng. Lăng Công tôn long khinh thường quát, phóng đảng bổ ra một đao, cực nóng đao khí tung hoành, tuy rằng đừng phách thiên thiết sa trưởng toàn lực đỡ, chợt nổ tung hùng hậu chân khí, cũng đưa hắn hai thước cao khôi ngô thân hình hiên bay ra đi, đều xem trọng trọng rơi xuống đất, cùng phun một ngụm tụ huyết. Vì đuổi theo trần mộc sinh cước bộ, công tôn long bất chấp ở đau hạ sát thủ, hắn thân hình tốc độ bảo táp, đuổi theo vào bụi gai tùng trung. Lão Trần Đừng phách thiên không cam lòng ngoan chú y mặt, mắt hổ trung nhưng lại chứa đầy nước mắt, hắn thực hiểu được, Trần Mộc Sinh như thế khiêu khích, bất quá là vì cứu hắn một mạng mà thôi. Che thiên tế nhật trừng rậm hạ, không khí quỷ dị mà ngưng trọng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Trần Mộc Sinh cắn răng ở bụi gai cây bụi trung chạy như điên, mỗi bán ra từng bước, dưới chân chân khí đồng thời nổ tung, hắn không để ý gì phương hướng, chỉ để ý liều mạng về phía trước chạy trốn. Tuôn rơi tuôn rơi tuôn rơi, phía sau mấy trăm ngoài trượng, công tôn long mặt mang cười lạnh ở bụi gai tùng trung đánh thẳng về phía trước, phát ra thật lớn tiếng vang, hắn trong khi đi vội, đầu đầy mái tóc vũ điệu, phản phất một đầu nổi giận trung sư tử. Nghe phía sau dần dần tới gần thanh âm, trần mộc sinh cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng biết không ổn. Mau nửa một chút, mau nửa một chút mới được, bị đuổi theo nhất định phải chết hắn dưới đáy lòng lo lắng nói, thường thường viết đầu về phía sau nhìn lại, công tôn long tốc độ hắn đã muốn kiến thức đến, tưởng bỏ ra đối phương truy kích, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ô ô ngao! Nhất chích tam giai mảnh thú, thực hỏa thú, bỗng nhiên từ đỉnh đầu bụi gai trên cây hạ xuống, dương nanh múa vuốt đập vào mặt mà đến. Trần một trục hình tốc độ không giảm, bày ra ra khổ luyện nhiều ngày, theo đao si kia kế thừa quỷ dị đao pháp, phản thủ một đao lưu khởi, theo bản năng tống xuất một đạo, băng kính phốc phốc. Sạch sẽ lưu loát, cùng với bi thảm tru lên thanh thực hỏa thú ở giữa không trung trực tiếp bị đại tá bát khối, đầy trời huyết vụ phun khai, trần mộc sinh cao ngất thân ảnh thoáng cung khởi, em như báo tử bàn phi chạy trốn đi ra ngoài, đêm này đó hết thảy suý đến phía sau. Đang không ngừng chạy như điên trung, phương hướng cảm sớm không biết tung tích. Trần Mộc Mộc trễ bản muốn làm không rõ ràng lắm chính mình ở hướng bên kia chạy hắn cảm thấy như vậy cũng không thường không tốt, ngay cả chính mình đều muốn làm không rõ ràng lắm hướng trốn chỗ nào, đuổi theo mà đến công tôn long sẽ cùng dạng không thể đoán được hắn chạy trốn lộ tuyến. Như thế phóng đáng chạy vội tốc độ, đối chân khí hao phí là thật lớn, bình thường cao tốc bôn chạy, cùng sử dụng thân thể cực hạn tốc độ bôn chạy nói vậy, đối với sức bật rất mạnh võ giả mà nói, ít nhất kém ngũ thành. Nhưng dùng thân thể cực hạn tốc độ bôn chạy, đối chân khí tiêu hao cũng phá lệ đại, chỉ có thể kiên trì thực đoạn một đoạn thời gian. Hô! như vậy đi xuống khả chịu không nổi, đang điền nội chân khí lập tức yếu khô kiệt, cho dù vẫn dùng, liễm khí hoàng cũng chống đỡ không được bao lâu, phải tìm cái ẩn nấp địa phương trốn, né qua nổi bật mới được. Trần Mộc Sinh trong lòng lo lắng, có ý thức mọi nơi nhìn xung quanh. Chính là nơi đó. Trần Mộc Sinh mày kiếm khơi màu, lộ ra quyết đoán sắc, một cái xoay người biến mất ở tại một mảnh bụi gai tùng hạ. Ở sau người đuổi theo công tôn lông, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, làm núi cao võ sĩ hắn đối chung quanh thanh âm cảm giác lực phi thường sâu sắc, vì thế bỗng nhiên phát hiện chính mình mất đi trần một sinh tung tích. Tiểu tử này trốn đi. Công tôn long thầm mắng một tiếng, tiếp tục về phía trước chạy như điên mấy trăm trượng, mới bỗng nhiên dừng thân hình. Chỉ thấy thượng phủ kính sau nhiều điểm vết máu, nhất chích bị tứ phân ngũ liệt, thực hỏa thú, thi thể chật vật phân tán ở chung quanh, có vẻ chật vật mà. Công tôn long thô mi ninh khởi, tức giận mục thị tiền phương nhìn ngươi có thể trốn được chạy đi đâu, tuyệt đối trốn không xa. Hắn tay cầm chiến đao, đi thông thả bước về phía trước phương đi đến, một đôi mắt hổ trung lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí mọi nơi nhìn xung quanh chút bất tri bất giác, chung quanh cảnh vật đã muốn có biến hóa, hai người một phen bác mệnh đuổi theo, đã ly khai bụi gai cây bụi mang, thân ở ở che thiên tế nhật hôn ám rừng rậm trung, cứng cáp cổ tùng, cao ngất đồng thụ sừng sững, thô to cây mây xoay người xoay quanh, đem cả tòa rừng rậm đang vào thành một mảnh lục sắc cự võng. Phức tạp hoàn cảnh, cung cấp càng nhiều ẩn thân chỗ hoàng hôn tiệm quá, sắc trời ảm đàm xuống dưới, thân ở táo bạo cảm xúc trung mạnh thú cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều, phân bố ở chung quanh từng cái gốc, tỉ như trong đó mổ ta ngủ dai mạnh thú, Long ngao khuyển, đã muốn như hổ rình mồi công tôn Long thật lâu. Nhưng, Long ngao khuyển đã muốn có ít nhất chỉ số thông minh, đối với cả người lộ ra khủng bố khí thế công tôn Long, chúng nó còn tại xem xét trung không dám dễ dàng trêu chọc, nhưng chỉ muốn khác thường đồng, mười chiếc đã ngoài, lông ngao khuyển hội đem sở hữu thí luyện giả, vây công chí tử, hóa thành một đống trắng như tuyết bạch cốt. Nương, ta cũng không tin tiểu tử này có thể bay lên thiên đi. Công tôn lông thô lỗ mắng thầm, ở một gốc cây trưởng kỳ cao, thân cây thượng trụi lũi, đỉnh lại như cái nấm bình thường mở ra thật lớn, tùng hòe, dưới tàn cây ngồi xếp bằng hắn đã muốn vòng quanh thực hỏa thú thi thể vị trí đem chung quanh mấy trăm trượng đều sưu tầm một lần ở hắn xem ra trần một sinh tốc độ mau nữa cũng không khả năng chạy ra này phạm vi vị trí mà ở yên tĩnh mà u ám rừng rậm hạ gì rất nhỏ động tĩnh đều đào thoát không được núi cao võ sĩ lỗ tai công tôn long đem chiến đao cắm trên mặt đất bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống vận công đồng thời chú ý chung quanh sở hữu thanh âm hắn dũng cảm không nhìn chung quanh càng ngày càng táo bạo mãnh thú này đại khái chính là núi cao võ sĩ tự tin, võ sĩ dì lục dai lấy hạ mảnh thú. Vào đêm buông xuống, mảnh thú hội càng ngày càng nhiều, hội theo dì quỷ dị vị trí xuất hiện, công tôn long liền hạ quyết tâm, chờ trần một sinh bị mảnh thú bức ra đến hắn động thủ lần nữa nhất chiêu sát chi, được đến kia mười mai lệnh bài. Ở mở mang cấm địa trên đảo chỉ có 150 danh thí luyện giả, cho nên mặc dù núi cao võ sĩ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tưởng săn bắn đến 10 mai lệnh bài, cũng cần rất nhiều thiên thời gian, cho nên công tôn long là tuyệt đối sẽ không bỏ qua trần một sinh. Tại đây dạng quỷ dị không khí hạ, trôi qua nửa canh giờ, tịch dương cuối cùng một chút ánh chiều tà cũng sắp biến mất, công tôn long như trước như núi nhạc bình thường ngồi ngay ngắn trên mặt đất, có vẻ bình tĩnh trấn định. Như thế đồng thời, ngay tại công tôn long bên cạnh cao lớn, tùng hòe thụ, đỉnh, một gã mặt màu đen luyện công phục, dáng người lược hiển khôi ngô thanh niên, phía sau lưng dính sát vào nhau ở thân cây thượng, trong tay toản bản đồ, trong mắt lộ ra cường đại chiến ý, chinh gắt gao nhìn chầm chầm phía dưới công tôn long đầu. Trần Mộc Sinh Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 78 chương 78. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Này khóa, tùng hòe thụ, chi phồng dịp mậu, đặc biệt từ dưới hướng về phía trước nhìn xung quanh, bởi vì cành lá nhỏ vùng bóng ma, công tôn lông căn bản không thể phát hiện tránh ở trong đó trần mộc sinh. Nhưng, theo bóng đêm dần dần dày, sắc trời hoàn toàn nằm hạ đến, chung quanh mạnh thú nhóm tru lên thành lớn hơn nữa, mấy chiếc giỏi về đi thụ ở khứu giác lại cực kỳ linh mẫn, độc vĩ viên, thân hình như quỷ mị bạn, ở cây cố gian xuyên qua, tùy thời mới có thể đi cắn xé trần mộc sinh. Công tôn lông mặt ngồi ngay ngắn dưới tàn cây, rõ ràng hạp thượng mắt, ở mông lung trong bóng đêm dùng thính giác cảm giác hết thảy hay hiển nhiên làm tốt trường kỳ ông cây đợi thỏ chuẩn bị. Phiên toái, còn như vậy đi xuống sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Trần Mộc Sinh cố gắng dùng phía sau lưng dán sát vào thân cây, toàn thân cơ thể đều buộc chặt, đang điền chân khí kinh đạo hải lãng, chính phóng đảng ở kinh mạch nội dân. Tử vong trước nay chưa có tiếp cận, Trần Mộc Sinh đại khí cũng không dám nhiều suyễn một ngụm. Mà nửa canh giờ đã muốn đủ để cho hắn đem thăng long phá, thôi động đến thứ bốn thức liên tục theo đan điền nội tác động ra bốn cổ hùng hậu chân khí, tái chồng đến cùng nhau quán chú cùng hữu cánh tay thượng, hắn cường tráng hữu cánh tay mặt ngoài, bắt đầu giật tràn sắc bén hàng khí. Thăng Long phá cửa này thập giai vũ kỹ, tối cường địa phương ngay tại cho khủng bố sức bật, làm cho nho nhỏ võ giả, càng giai thi triển ra võ sĩ cấp bậc chiêu số. Thứ bốn thức Thăng Long phá, trên thực tế đã muốn có thể so với núi cao võ sĩ cường độ nhưng này còn xa xa không đủ ở núi cao võ sĩ tùy tay nhất kích có thể cùng chi địch nổi, nếu công tôn long sử dụng võ kỹ còn có thể bộc phát ra càng thêm cường hãn uy lực. Xeo 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 xeo. Nhất chích độc vĩ viên bỗng nhiên theo bên cạnh cây cối trung nhảy ra, đang tản mạng hướng này mặt đi đến, độc vĩ viên tuy rằng chính là tam giai mạnh thú, nhưng răng nanh cùng móng vuốt thượng tràn ngập kịch độc, thuộc loại rất khó triền nhất loại mạnh thú. Trần Mộc Sinh cái trán thấm ra mồ hôi lạnh hắn ánh mắt rồi đột nhiên biến hóa, theo vạt áo nội lấy ra một chi xanh biết sắc bình ngọc, bình khẩu nghiêng, một viên màu đỏ sậm đang hoàng ngã nhào ở lòng bàn tay. Hổ báo hoàng Có thể mạnh mẽ đề cao nhất trọng nội công đang dược, liên tục thời gian nửa canh giờ, căn cứ tô trời nắng dặn, dược hiệu qua đi sẽ có 12 cái canh giờ suy yếu kỳ không thể đợi, phía dưới là thăng, tần huyên đại kiện, bối lý cũ nháo tâm ốc hù xăm đôn tranh đảo ngộ túi bao diếu hy hải kệ bị thao còn phơi nắng lưu đàm na nhưng tháp khiên tê tùng, bờ một loại huyết mạch phun trương, toàn thân giống nhau có vô tận lực lượng yếu nổ tung cảm giác nảy lên trong lòng, hắn cả người mỗi một điều cơ thể đều bắt đầu buộc chặt hơn nữa hở ra. Hổ báo hoàng, dược hiệu không chỉ có đề cao chân khí cường độ, đồng thời đối cũng có rất lớn tăng phúc, đã muốn bước vào băng hỏa bí quyết thứ chín trọng sơ kỳ trần mộc sinh ở dược hiệu tính dễ nổ tác dụng hạ rốt cục mại qua đệ thập trọng cửa ngô trần mộc sinh óc thượng gân xanh bào khởi đem hết toàn lực nhìn xuống không phát ra thống khổ thanh âm theo thời gian trôi qua hắn lại lần nữa theo đan điền nội miễn cưỡng khiên một cổ chân khí quán chú ở thậm chí yếu bạo khai cánh tay phải trung phốc hắn hữu cánh tay bành trướng lớn một vòng Lúc này, kia chích độc vĩ viên đã muốn đi đến trận mộc sinh đỉnh đầu, nó chỉ cần phát ra điểm nửa điểm cổ quái thanh âm, khẳng định hội bừng tỉnh phía dưới công tôn hổ. Liêu mạng, tuyệt đối không thể chết được, nhất định phải sống sót. Trần Mộc Sinh ám hấp một hơi, dùng dày rộng tay phải nắm giữ nhanh lôi đình chui đao. Xuy suy. Tự như độc xà phun tính, chừng tứ tất trưởng màu lam nhạt đao khí, theo đào tim toát ra. Đây là đem chân khí áp súc đến cực hạn trạng thái mới có thể có thể tạo thành hiệu quả. Đây là núi cao võ sĩ lực lượng sao? Trần Mộc Sinh chỉ cảm thấy huyết mạch phun trương, trong mắt thiêu đốt kiên định hỏa diễm, lòng bàn chân chân khí nổ tung, ầm ầm một cái xoay người hạ xuống, đồng thời bổ ra cuộc đời tối cường một đao công tôn long ngạc nhiên trợn mắt ở tối đen trong bóng đêm ta hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu lăm mũi nhọn mãnh liệt núi cao võ sĩ thân thể theo bản năng làm ra phản ứng ngay lập tức nâng thủ cái khởi chiến đao thương oanh thật lớn hỏa hoa văn khắp nơi công tôn long thân hình nhất thời ải tam tất mắt cá chân lấy hạ bộ phận bị hung hăng tạp tiếng bùn đất trung nhận lấy cái chết trần Mộc sinh ầm ầm rơi xuống đất ở lịch tiên đại vũ nhung giáo trí trảm làm sầm yêu thảo thuần xào huy ẩu luyến mổ mật lại dú biển hoàng lô não mô còn thiệm nguyên vĩnh làm đều quyết chí, bờ bát cực trảm. Lôi đình lưỡi dao mặt ngoài bốc cháy lên chân khí hỏa diễm, thật lớn đau khí ngoan phát xuống. Như thế nào khả năng? Công tôn long khiếp sợ không thôi, thương xuất thi triển ra hắn phóng đảng đao pháp, hắn chiến đao mặt ngoài hỏa hệ chân khí bạo khai, hung hăng cái ở lôi đình. Thương Thật lớn hỏa tinh văn khắp nơi, tối đen trong bóng đêm rồi đột nhiên đại lượng đem chung quanh cảnh vật chiếu nhất thanh nhị sở, đấu sức trung hai người ở ánh lửa ngay lập tức làm nổi bật hạ, đồng thời trừng mắt đối phương ánh mắt. Hỏa tinh tắc. Hai người đồng thời thu đao. Đao si từng nói qua, chỉ có toàn lực ứng phó, tài năng bổ ra không hề ràng buộc đao đến. A a a a a a a. Trần Mộc Sinh huy động run lên cánh tay, toàn thân phát ra các đốt ngón tay gian bạo vang và lại lần nữa một đao ngoan bổ đi ra ngoài. Hô, hảo đại khí lực. Công tôn Long Hậu sợ tức giận mắng một tiếng, xoay người lại lần nữa liêu khởi chiến đao đón chào. Âm âm. Màu đỏ sậm chiến đao, cùng cả người tối đen lôi đình lần lượt thay đổi cùng một chỗ lưỡi dao đối lưỡi dao, sát ra chói mắt hỏa tinh đồng thời, nước lửa hai loại chân khí bành trướng mở ra, chung quanh vẫy ra sắc bén chân khí như sắc bén dao nhỏ. Phốc 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 phốc. Trần Mộc Sinh luyện công phục thượng hơn hơn 10 đạo vết trách Cả mơ hồ có máu tươi chảy ra, nhưng này chút tiên xạ khí kình dừng ở công tôn long trên người lại tự động biến mất, trực tiếp bị công tôn long hộ thể chân khí triệt tiêu. Bên người rậm rạp cây bụi bị chân khí hỏa diễm châm thắng nhất thời ánh lửa tận trời. Hai người lại lần nữa đều tự lui về phía sau từng bước. Còn có cuối cùng một đao. Trần Mộc Sinh mồm to thở dốc, chỉ cảm thấy cả người kinh mạch tràn nập bỏng nóng rực cảm, hắn hai gò má hai sườn các hữu một đạo vết máu, cả người cơ thể lại lần nữa buộc chặt hở ra, dùng đằng đằng sát khí ánh mắt trừng mắt công tôn lông. Liên tục đối bính, đã muốn đem đang điền đội chân khí tiêu hao thất thất bát bát, nhiều nhất chỉ có thể tái chém ra nhất kích mặc dù như thế nào để cao nội công hắn bây giờ còn chính là băng hỏa bí quyết để thập trọng cao giai võ giả cùng núi cao võ sĩ trên lệch vẫn như cũ thật lớn chỉ có dựa vào thăng long phá sức bật tạm thời cùng chi địch nổi nhưng là thăng long phá là không thể lâu dài kiên trì công tôn long nắm đau bàn tay run, run run không thôi hắn giận cười nói hỗn đảng tiểu tử ngươi còn cử lợi hại nhưng hiện tại ta làm theo đem ngươi năm ngựa xé xác phóng ngựa lại đây Trần Mộc sinh hai tay nắm chặt lôi đình chui đau, trong mắt lộ ra cường đại chiến ý. Trên thực tế, mấy chiêu đối bính xuống dưới, Công Tôn Long cũng là ẩn ẩn thất kinh, hắn chân khí tiêu hao đồng dạng thật lớn, loại này bác mệnh đối đánh xuống, chịu nội thương là nhất định. Cứ việc là khí huyết bốc lên, hắn vẫn là cắn răng đè ép đi xuống, đồng thời cũng rất là ngoài ý muốn. Trước mắt này nguyên bản căn bản không phải đối thủ tiểu tử, như thế nào bỗng nhiên có được như thế khủng bố khí lực? còn có cái loại này liều lĩnh đoạt mệnh đao pháp. Nghĩ đến đây, công tôn long vặn vẹo cổ hơ hung ác cười nói. Đến đây đi, lão tử làm thịt ngươi. Oanh! Công tôn long dành trước ra tay, thân mình tiên xạ đi ra ngoài, hào phóng đỏ sậm chiến đao bỗng nhiên bị bám liên tiếp tàn ảnh, đồng thời hóa thành đầy trời ánh đao hướng tới trần một sinh bao phủ mà đi trần một sinh tử tử nhìn chầm chầm công tôn long đao pháp, thân thể không chút sức mẻ, ở nội thể chân khí mắt thấy yếu hầu như không còn, kịch liệt sử dụng chân khí hạ, hổ báo hoàng, suy yếu kỳ sắp trước tiên xuất hiện. Nhiều nhất có thể bổ ra tái một đao mà thôi. Trần một sinh trong lòng không yên, tự biết lần này giữ nhiều lành ít, rõ ràng tâm nhất hoành. Phốc Công tôn long một đao đánh xuống, trần một sinh trừng mắt ánh mắt nhưng lại không né thỉm, lưỡi dao nhất thời thống tiến hắn ngực bên trái vị trí, hung hăng xỏ xuyên qua đi vào, máu tươi biểu ra. Công tôn lông trừng mắt mắt hổ, có chút há hốc mồm, hắn đối thực lực của chính mình cực độ tự tin, nhưng vô luận vô đều muốn không đến trận một sinh thế nhưng không né khai. Ẩn ẩn cảm thấy bị chém trúng vị trí, đánh úp lại thật lớn đau đớn, trần mộc sinh nhất thời tiêu lệ, đồng thời hắn cắn răng một cái, dùng cuối cùng khí lực huy động lôi đình. Đi tìm chết chợt một đao phản thủ lưu khởi. Phốc. Mạo hiểm hạn khí lưỡi dao phách chém vào công tôn long xương bả vai thượng. Một đào máu tươi phun ra. Ngô, Trần Mộc Sinh nắm chặt lưỡi dao, cũng rốt cuộc phách khảm không dưới đi, đang điện nội chân khí hoàn toàn khô kiệt, kinh mạch phản phất đều đã muốn gãy bình thường. Thật sự không khí lực, Công tôn Long ngạc nhiên, miết mắt nhìn hướng chính mình đầu vai tối đen sang đao, hắn nghĩ mà sợ đem thống tiếng Trần Mộc Sinh chiến đao rút ra, mang ra một đạo máu tươi, đồng thời hung hăng một cước đem Trần Mộc Sinh đoán phiên ở. Xú tiểu tử, làm ta sợ nhảy dựng. Công tôn Long phẫn hận mắng, cáp thắt lưng mồm to thở dốc. Trần Mộc Sinh nằm trên mặt đất bắt đầu run rẩy, hắn dùng năm ngón tay hung hăng công tiếng nê trung, phẫn nộ dương mắt nhìn chung quanh tận trời ánh lửa, cố gắng tưởng bò lên. Không muốn chết a. À? Thật sự không muốn chết a. À? Ta muốn sống sót, nhất định phải còn sống rời đi cấm địa đảo. Trong lòng ám niệm, Trần Mộc Sinh chỉ cảm thấy cả người lại giống nhau một chút, khí lực đều không có, không có cường đại muốn sống ý chí lại nan tái khởi thân. Công Tôn Long vẻ mặt phẫn nộ đồng thời lạnh nghiêm mặt đi vào phụ cận, dùng sức ngăn Trần Mộc Sinh vạt áo, đem kia 11 mai lệnh bài toàn bộ thủ đi, mới chậm rãi đứng dậy đánh giá chung quanh một đôi sông lục sâu kín ánh mắt hư, tiểu tử, ngươi quả thật đủ lợi hại, thiếu chút nữa liền đưa tại ngươi trong tay, nhưng là hiện tại ngươi sẽ chờ uy mạnh thú đi. Công tôn long ác độc gầm nhẹ nói, hoàn toàn đứng dậy, đắm chìm trong hướng thiên hỏa quan hạ đi thông thả bước nghênh ngang mà đi. Công tôn long khôi ngô bóng dáng vừa mới biến mất, hô lập, hơn 10 chỉ lộ ra bạch dày đặc trăng nanh, lông ngao khuyển, tự chung quanh xuất hiện, tiền hô hậu ủng đánh về phía ngã xuống đất không dậy nổi trần một sinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 79 Chương 79 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không muốn chết a à, khụ khủ Trần Mộc Sinh chui đầu vào nê, kịch liệt ho khan, răng nanh bị máu tươi nhiễm hồng hơn 10 chiếc ngé con tử lớn nhỏ, lông ngao khuyển, vây phát mà đến, bị một đám ngũ dai mạnh thú vây công, mặc dù là núi cao võ sĩ đều phải sức đầu mẹ tráng. Còn không có trở thành thiên hạ thứ nhất cường giả, ta thật sự không cần như vậy tử điệu, như vậy thua rất cam tâm, ta chỉ là kém một ít thời gian mà thôi, chỉ cần ở cố gắng tu hành vài ngày, liền rõ ràng có thể thắng, có thể thắng. Cảm thụ được dần dần biến mất khí lực, Trần Mộc Sinh khóe mắt nước mắt vàng dụa, ngón tay gắt gao khu tiếng hát nê trung, hắn cũng dần dần lâm vào hoàn toàn hôn mê trạng thái. Ngao ngao, đục ngầu gầm nhẹ thanh, tự này phần đông, lông ngao khuyển, bạch dày đặc trăng nanh giang bính ra, trước nhất phương nhất chích, lông ngao khuyển, trong mắt lộ ra hung quang há mồm đi cắn Trần Mộc Sinh cổ. Hô! Một cổ kinh người khí thế, tự Trần Mộc Sinh vạt áo nội phát ra hơn 10 chỉ dết khí hôi hổi, lòng ngao khuyển nhất thời bị dọa đến, đều đem lưng cung khởi, cảnh giác nhìn nằm ở vũng máu trung thí luyện giả. Tối đen đêm trung, nương phóng lên cao hoảng hốt ánh lửa, trần mộc sinh ngực chỗ có thản nhiên kim quang ở giật tán, mắt thường cơ hồ không thể nhận ra thấy. Tạo thành này hết thảy, đúng là cái kia túi gấm. Cứ việc nó bị bên người giấu ở nội y trung, nó mặt ngoài quái dị màu vàng ký hiệu chấp động một chút, một cổ bể nghệ thiên hạ cường đại khí thế, nhất thời bao phủ trần một sinh chung quanh mấy trượng nơi. Ô ô, long ngao khuyển, phát ra thần phục gầm nhẹ thanh hà này đàn ăn tươi nuốt sống, cũng không dễ dàng buông tha cho con mồi tàn bạo mạnh thú, phản phất đã bị thật lớn đe dọa, đều mang theo cái đuôi mọi nơi chạy trốn. Trần Mộc Sinh tạm thời an toàn, chung quanh ánh lửa dần dần ảm đạm, theo túi gấm trung như trước tảng mát ra làm cho người ta hít thở không thông dư uy, đem ý đồ tới gần mạnh thú đều dọa đi hé ra thật nhỏ tờ giấy, theo trần một sinh vạt áo nội phiêu ra. Mặt trên viết nói, trở thành thiên hạ thứ nhất cường giả tất kinh đường, không sợ sinh tử, có được tất thắng tín niệm. Lạnh thấu xương gió đêm thổi qua, bỗng nhiên, đem tờ giấy cuồn cùng, cùng nổi lên, biến mất ở tại đêm dài màn che trung. Đốt cháy cây bụi dần dần tắt, theo kiểu nguyệt nhô lên cao mãi cho đến chân trời xuất hiện thứ nhất ti mặt trời. Trời đã sáng. Một khối bị rậm rạp cây cối che đầy cự thạch thượng, một gã mặt màu đen võ sĩ phục khôi ngô nam nhân chính ngồi ngay ngắn này thượng, vẻ mặt tò mò đánh giá xa xa quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích trần một sinh. Võ sĩ phục ngực chỗ chọn nhiễm, trọng tài đoàn, dấu hiệu, đây là đại biểu, giám sát giả, thân phận lần này cấm địa thí luyện kế có 100 danh, giám sát giả, bọn họ đều là ngũ đại thế gia trung tinh anh phần tử, ít nhất là núi cao võ sĩ cấp bậc, vân mệnh cho trọng tài đoàn đổ bộ cấm địa đảo, phụ trách theo dõi trận này cấm địa thí luyện nhất cử nhất động. Nam nhân quốc tự mặt, thô thô lông mi nhìn không được khơi màu, hắn vuốt cầm thở dài. Diệu âm, ngươi xem kia tiểu tử, hắn đêm qua thế nhưng không có bị, lông ngao khuyển tăng luôn, thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn a. À nam nhân bên cạnh là một gã tóc dài nữ tử dịu dàng khuôn mặt đầy cầm cùng thật dài mái tóc có vẻ thực thanh tú nàng đồng dạng một thân màu đen võ sĩ phục kêu la diệu âm nhìn thẳng tắp quỳ rạp trên mặt đất trận mộc sinh la diệu âm tế mi nhăn lại lộ ra không đành lòng sắc nói ngươi đừng nói, chúng ta đi theo này đừng gia thí luyện giả đã muốn mười thiên, này nhân thực lực không đứng đầu, nhưng ý chí lực thật sự là kiên định đâu, rất ít có thể nhìn thấy nguyện ý vì đồng bọn mà hy sinh người, còn như vậy đi xuống, hắn sớm muộn gì hội mảnh thú ăn luôn, thật muốn giúp hắn một phen. Đây là một đôi thân huynh muội nằm nhân kêu ra sân, hắn phong khinh vân đạm cười nói đừng choáng váng, đừng quên chúng ta thân phận, giám sát giả là không thể tùy tiện nhúng tay thí luyện tiến trình, diệu âm thân ngươi là lần đầu tiên đảm nhiệm này thân phận, giám sát giả tam đại thủ tục ngươi còn nhớ rõ. La diệu âm phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra oán trách biểu tình mặt tùng nói. Là, là, ta nào dám quên? Giám sát giả tam đại thủ tục, thứ nhất, cho dù là thấy thân nhân chết đi, cũng tuyệt đối không thể giúp gì thí luyện giả. Thứ hai, đối với gì gây trở ngại thí luyện công bình trạng huống, tuyệt đối muốn ngăn cản, phá hư kham viên hoang hình trước ngụy hỏi việc đôn gấp, Bờ Sơn vừa lòng gật đầu còn nói. Tốt lắm, cho nên cái kia ngã xuống đất không dậy nổi tiểu tử, cho dù ở chúng ta không coi vào đâu bị mảnh thú ăn luôn, chúng ta cũng tuyệt đối không thể nhúng tay. Thực tàn nhẫn. La Diệu âm thở dài ca, ngươi đảm nhiệm hai giới giám sát giả, chưa từng có trái với quá tam đại thủ tục sao? Ra Sơn Vi giật mình một chút, vuốt chính mình cái óc nói. Ha ha! Đương nhiên, ta nhưng là trọng tài đoàn trung tận trung cương vị công tác địa bản dạng A. La Diệu âm nhìn xa xa, than thở nói. Khi chỉ có thể phù hộ hắn đừng như vậy không hay ho, hy vọng có đừng gia thí luyện giả đi ngang qua, có thể cứu hắn một mạng. Lúc này, Ra Sơn bỗng nhiên lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, dồn dập nói. Diệu âm, ngươi xem kia mặt. La Diệu âm phiết đầu nhìn xung quanh. Xa xa cây bụi trung một trận, tất tất tốt tốt, tiếng vang, rầm, một tiếng, một người cao lớn nam nhân thân ảnh toát ra. Người này dáng người cao ngất, khuôn mặt tái nhợt nhưng lại góc cạnh rõ ràng, mân môi, ánh mắt lạnh lùng, trên người bộ thâm lan bố y, bàn chân, chính lưng một cái trúc khung ở chạy đi. Nam Nhân rất nhanh đi thông thả bước đến một mảnh đống hỗn độn cây bụi mang. Hắn dừng lại cước bộ, đánh giá thường vẫn không nhúc nhích Trần Mộc Sinh. Trầm mặt hồi lâu. Này Nam Nhân bắt lấy Trần Mộc Sinh áo dễ dàng đem chi khiên trên vai đầu, nâng lên bàn chân và không nói được một lời tiếp tục đi trước. Ca. La Diệu âm nhẹ giọng nói. Người kia không phải thí luyện giả. Ra Sơn thần sắc ngưng trọng. Ta biết cái kia tuổi tự nhiên không có khả năng là thí luyện giả đấy lòng tuy rằng mơ hồ cảm thấy cao hứng la diệu âm vẫn là nghiêm trang nói giám sát giả tam đại thủ tục thứ hai điều đối với gì gây trở ngại thí luyện công bình trạng huống tuyệt đối muốn ngăn cản ca này nhân làm sao đến hắn đã muốn ảnh hưởng thí luyện công bình hắn hắn gọi khánh ngủ Ra sơn mặt lộ vẻ một tia xấu hổ giải thích nói này nhân chúng ta không thể nhạ La Diệu Âm trêu ghẹo nói. Vì cái gì? Ca, ngươi tận trung cương vị công tác nguyên tắc chạy đi đâu? Roa Sơn một tay dùng sức nắm tay, toàn thân nhất thời ngưng kết xuất nhập núi cao bàn khí thế, hắn biến sắc nói. Trái với giám sát giả tam đại thủ tục bị phạt, thậm chí bị xử tử, nhưng giám sát giả gặp phải người kia liền nhất định sẽ chết, vì chúng ta huynh mùi mạng nhỏ, coi như không phát hiện đi. La Diệu âm đôi mắt đẹp trừng lưu viên, kinh hô. Người kia so với núi cao võ sĩ còn cường, hắn rốt cuộc cái gì lai lịch? Ra cười khổ một tiếng nói, không chỉ có là đơn giản như vậy, vài thập niên tiền hắn từng cũng là công tôn gia một gã thí luyện giả, nghe nói là đã đánh mất lệnh bài mới không thể đổ bộ tàu bay, vĩnh viễn ngưng lại ở tại di động trên đảo. Cụ thể chuyện tình ta cũng không rõ ràng, nhưng thường một lần cấm địa thí luyện, ca chính mắt nhìn thấy hai gã giám sát giả bị hắn một quyền đánh chết, loại này quái vật chúng ta nhà không thể a. À kia. Cái kia đừng ra thí luyện giả làm sao bây giờ. La Diệu âm lo lắng nói. Roa Sơn bất đắc dĩ nhún vai nói. Nếu Khánh Ngũ yếu cứu hắn, hắn hẳn là hồi không có việc gì. Chỉ hy vọng như thế. La Diệu âm thật dài thở dài. Trần Mộc Sinh không biết trôi qua bao lâu, lâm vào hôn mê sau, hắn chỉ cảm thấy tử vong cùng chính mình sát bên người mà qua, đồng thời toàn thân kinh mạch đều hỏa lạc lạc, giống nhau đã muốn cắt thành một đoạn đoạn, mỗi một điều cơ thể đều bị thật lớn mỏi mệt sở tràn ngập, nhìn không được tưởng không bao giờ nữa yếu tỉnh lại. A a a a. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, theo hé ra cứng trắng trên giường trở nên ngồi dậy, lập tức cả người xâm nhập đến thật lớn cảm nhận sâu sắc, làm cho hắn nhìn không được vừa nặng trọng ngã quỵ ở trên giường. Ách! À, ta không chết! Đây là làm sao? liên tiếp nghi vấn ở Trần Mộc Sinh trong đầu bồi hồi, dùng khóe mắt dư quan đánh giá chung quanh, đây là một gian rộng mở trúc ốc, cái bàn, ghế dựa, ngăn tủ phòng trong hết thảy đều là dùng gậy trúc làm, có vẻ tinh xảo mà tao nhã. Cấm địa trên đảo như thế nào, khả năng có này đó đông tây. Trần Mộc Sinh trong lòng kinh ngạc, hắn ngơ ngác nhìn trúc chế Trần Nhạc, trong lòng rất là khó hiểu. Như thế đồng thời, hắn thi triển dẫn khí bí quyết, đi thôi động chân khí, xem xét nội thương tình huống ngoại thương phương diện, bị công tôn long trọng thương kia một đau tuy rằng không để yên toàn khép lại, nhưng đã muốn kỳ tích bàn hảo thất bát tầng cũng không có đáng ngại, chính là nay hắn chân khí dị thường hỗn động, chịu nội thương tuyệt đối không nhẹ, ở thứ năm thức, thăng long phá, khủng bố đánh sâu vào hạ, mỗi một chỗ kinh mạch đều thu được bị thương, đang điền nội chân khí lúc này càng thiếu đáng thương. Hô, đổ hấp khí lạnh, trần một sinh hạp thượng mắt, cố gắng thi triển, băng hỏa bí quyết, ý đồ đem ngưng lại ở trong kinh mạch còn sót lại chân khí gâm, hắn nội thương quá nặng, thế cho nên nhớ tới thân rơi xuống đất đều dị thường khó khăn. Vận công nửa canh giờ, giác chi, một tiếng, trúc môn bị đẩy ra, một người mặc cụ nát bố y cao lớn nam nhân đi đến. Khánh ngủ Tuy rằng ngạc nhiên vu cấm trên đảo vì cái gì sẽ có người ở lại, Trần Mộc còn sống là vội vàng cảm kích nói. Vị này đại thúc, là người cứu ta sao? cảm ơn ngươi. Khánh Ngũ trong tay bưng một cái trúc bát ngồi vào mép giường thường, không đợi Trần Mộc Sinh nói nữa, trực tiếp bài mở Trần Mộc Sinh miệng, đem một chén màu đen nước canh quán đi vào. Trần Mộc Sinh hiển chút bị sang tử, khuôn mặt đỏ lên. Phốc. Khánh Ngũ nâng lên thô ráp bàn tay, dùng sức đặt tại Trần Mộc Sinh trong ngực chỗ hùng hậu chân khí dân mà ra, như cơn sóng gió động trời bàn tiến vào Trần Mộc Sinh. Người này nội công thật mạnh tại đây bàn đánh sâu vào hạ trần mục sinh lão không kịp nghĩ nhiều cổ nhất quay liền ngất đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 80 chương 80 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trần Mộc Sinh lại tỉnh lại khi đã muốn là sau giờ ngọ thời gian, chói mắt dương quang xuyên thấu qua trúc cửa sổ phóng tiến vào làm cho hắn nhìn không được mở to mắt. Người kia đối ta làm cái gì? Của ta nội thương tựa hồ tốt lắm. Hắn trở nên đứng dậy hai tay nắm tay kinh ngạc thầm nghĩ. Toàn thân cơ thể hơi hơi buộc chặt. Nhất thời đang điền nội chảy ra một cổ chân khí ở kinh mạch nội đâu vào đấy lưu chuyển, mỏi mệt cảm giác trở thành hư không, nguyên bản rất nặng nội thương ít nhất khôi phục thành xem ra ít nhiều người kia giúp ta chữa thương, bất quá. Này rốt cuộc là làm sao? Trần Mộc Sinh lẩm bẩm, nhảy xuống đầu giường, kiểm tra rồi một chút tùy thân vật. Vạn hạnh là, túi gấm cùng, độc vương điển, bí tịch còn tại, nhưng khác có chính mình tên lệnh bài, còn có một đường săn bắn đến 11 mai lệnh bài, đều đã muốn bị cướp đi. Mất đi lệnh bài, liền ý nghĩa không thể đổ bộ tàu bay rời đi cấm địa đảo. Này đối trần Mộc sinh mà nói là thật lớn nan đề đi trước bên ngoài nhìn kỹ hẳn nói, lệnh bài ta phải đoạt lại. Trần Mộc Sinh kiên định nói, theo bản năng đem quyền đầu ninh khởi, ánh mắt trở nên trước nay chưa có sắc bén. Hồi tưởng khởi công tôn long ương ngạnh khuôn mặt, ngập trời lửa giận ngay tại hắn trong ngực nội đốt cháy. Thu này nhất định phải báo. Lệnh bài cũng nhất định phải đoạt lại. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng đẩy ra trúc môn hướng ra phía ngoài đi đến. Giác chi, cửa mở lộ ra trúc hương thanh u không khí đập vào mặt mà đến làm cho người ta vui vẻ thoải mái trước mắt là một mảnh như lục hải bàn rừng trúc đây là một tòa phi thường đơn sơ rộng lớn đình viện mấy gian trúc ốc súng lại cùng một chỗ chung quanh bị đại phiến rừng trúc bao trùm từ từ gió núi xẹt qua ngàn trúc vạn dịp cạnh tướng lắc lư không ngừng phát ra rậm lập, tiếng vang ở trong đình viện ương khánh ngủ ông lấy bối chính ngồi ngay ngắn cho hé ra trúc ghế tay trái nắm nhất tiệt gậy trúc tay phải cầm khắc đao ở điêu khắc một người hình trúc ngẫu. Trần Mộc Sinh ám hấp một ngụm khí lạnh, đi lên tiền chân thành cảm kích nói. Vị này đại thúc, cảm ơn ngươi cứu ta. Khánh Ngũ dừng lại động tác, nâng lên hé ra lạnh lùng mặt, trầm mặt sau một lúc lâu, nhưng không nói lời nào. Trần Mộc Sinh kỳ quái nói. Ta gọi là Trần Mộc Sinh, là đừng gia thí luyện giả, hỏi nhiều đại thúc ngươi một câu, nơi này là cái gì vị trí? Khánh Ngũ trầm mặt không khí trở nên phá lệ cổ quái, đối mặt trước mắt này trầm mặt nam nhân, Trần Mộc Sinh khóe miệng nhịn không được co rúng, đại thúc, ngươi không thể nói chuyện. Trần Mộc Sinh đấy lòng phỏng đoán đối phương có lẽ là cái cầm điếc cũng có khả năng. Khánh ngũ trầm mặt. Trần Mộc Sinh không nói gì, lại thử hỏi. Kia này trai ẩn toàn sao? Ta ở tại ngươi nơi này một đoạn thời gian có thể sao? Khánh ngũ thoáng gật đầu, bắt đầu vùi đầu tiếp tục điêu khắc trong tay khắc. Trần Mộc Sinh cảm thấy chính mình cũng không nói nói, đành phải thoáng nhún vai, hướng định viện ngoại đi đến, ngoài miệng nói. Ta đây ở chung quanh đi dạo, nhìn một cái ta rốt cuộc ở nơi nào. Khánh Ngũ vùi đầu điêu khắc. Trần Mộc Sinh chỉ có thể làm này nam nhân là cái câm điếc, tuy rằng cảm kích đối phương ân cứu mạng, nhưng này nam nhân nếu không muốn nói nói, vẫn là không cần tùy tiện quấy rầy hảo, vì thế hắn ở chung quanh tuần tra một phen, hy vọng có thể có này hắn phát hiện. Chỗ ngồi này ẩn nấp ở rừng trúc nội định viện phi thường chi rộng mở hơn dựa vào mà kiến, dùng bán nhân cao ly ba vây thốc ra phạm vi mấy chục trường diện tích ở thanh u rừng trúc trung có như vậy nhất phương bảo địa thật sự là khó được. Nhìn xa thái dương phương hướng, Trần Mộc Sinh đem chung quanh địa hình tuần tra một lần, đại khái có phán đoán, thầm nghĩ. Nơi này vẫn là cấm địa đảo tối tây phương bắc vị trí, khoảng cách lần trước chiến đấu địa phương hẳn là không xa, chung quanh cũng không có mảnh thú thường lui tới, vẫn là thực an toàn nói đến an toàn, Trần Mộc Sinh lại muốn đến cái kia cầm điếc nam nhân. Tự cấp hắn vận công chữa thương khi kia cổ như cơn sóng gió động trời bàn chân khí lưu, làm cho hắn phi thường kinh ngạc, hiển nhiên này cầm điếc nam nhân tu vi tuyệt đối không kém, thậm chí vượt xa quá núi cao võ sĩ, Trần Mộc Sinh có loại ảo giác, mặc dù là tàu bay thượng ba vị cùng nhân sư phụ, cũng không nhất định có thể hắn địch nổi đi. Có như vậy một người ở chung quanh mảnh thú không dám xuất hiện cũng là thực bình thường. Trần Mộc Sinh khẽ cười một tiếng, về phía sau viện phương hướng đi đến. Đình viện phía sau thủy khí dạt dào, có một đạo thật lớn thác nước theo đỉnh núi phát tiết xuống, nước cuộn trào dòng nước xiết rơi vào thủy đàm nội, có vẻ thanh thế thật lớn. Đi qua viện Mộc Ly Ba, Trần Mộc Sinh bỗng nhiên sửng sốt hậu viện diện tích ra ngoài tưởng tượng rộng mở, tự như một đạo màu bạc thất luyện thác nước dữ, sừng sững mấy trăm căn cả vật thể tối đen cọc gỗ, này đó cọc gỗ bãi phóng hình dạng thực đặc biệt, xa xa nhìn lại phản phất một đóa nở rộ hoa mai, đồng thời mỗi một căn cọc gỗ mặt ngoài đều cực quan hoạt, nhưng loại này bóng loáng tuyệt đối đều không phải là trời sinh, mà là bị võ giả nhóm thời gian dài tu hành, cọc công, mới có thể lưu lại. Cấm địa trên đảo như thế nào sẽ có này đó, Trần Mộc Sinh kinh ngạc tiêu sái tiến lên đi, thân thủ đè lại cọc gỗ mặt ngoài cảm thụ một phen, phát hiện này đó cọc gỗ sở sử dụng đồng mộc, tối thiểu đã ở 10 năm đã ngoài, bình thường, đồng mộc, vốn là cứng trắng như thiết, năm đến 10 năm đồng mộc, ít nhất so với bình thường cương thiết cứng trắng ngủ lần đã ngoài. Bất quá cũng tốt. Trần Mộc Sinh hai đấm ninh khởi, lỗ mũi trung phun ra tự tin nhiệt khí, ám quát. Nơi này là tuyệt hảo tu hành nơi, phía trước tiến vào cực hạn trạng thái, đã muốn 181 thứ, kế tiếp nếu không một tháng, ta có thể hoàn thành túi gấm thượng nhiệm vụ. Bông. Đến lúc đó, nhất định phải đem lệnh bài đoạt lại. Hắn kén động cánh tay, tác động hùng hậu chân khí, hung hăng một quyền oanh ở cọc gỗ mặt ngoài, lại chích chấn cho bụi văn khắp nơi. Trải qua một đoạn thời gian tàn khốc lịch lãm, Trần Mộc Sinh rõ ràng cảm giác được chính mình biến cường, nhưng này còn chưa đủ. Hắn hiện tại nội công rốt cục tu hành đến, băng hỏa bí quyết, thứ chín trọng sơ kỳ, nay hết sức, tối thiểu yếu chân chính mại nhập đệ thập trọng cửa, còn muốn biện pháp khác tìm đột phá. Mà bay tóc đề cao tu vi tốt nhất cách, tự nhiên chính là tiến vào cực hạn trạng thái, tu hành, Trần Mộc Sinh cũng hết lòng tin theo, túi gấm tuyệt đối sẽ không làm cho chính mình thất vọng, khẳng định hội trước sau như một mang đến vừa lòng hồi báo. Hạ quyết tâm sau, Trần Mộc Sinh mạnh mẽ vang dội bắt đầu tân tu hành lữ trình. Lúc này đây, sự tình quan tánh mạng, sự tình quan có không rời đi cấm địa đảo, cho nên hắn phi thường chi liệu mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video